Sở thanh mặc đen mặt không nói gì, tự nhủ, nghe giám thần nói vậy thì hắn còn nói gì được chứ. Tại sao lại phải đi vào luân hồi, là ta tự nguyện sao hay bị người bức bách, thông đạo rốt cuộc là thế giới như thế nào, chỗ đó có ai, phong thần bằng là gì, bên kia thông đạo là thế giới giống hệt la thiên vũ trụ ư, ừ. sở thanh mặc hỏi. Hụ, ta chỉ nói ngài là phụ thân ngài đừng tưởng bờ và hỏi nhiều thế được không, trên khuôn mặt tuấn lãng của giám thần hơi có vẻ bất đắc dĩ, nhìn sở thanh mặc buồn bực nói ta biết ngay là không thể nói với ngài mà, ngài chẳng qua chỉ là luân hồi của người đó chứ đâu phải hắn. Trung quy một ngày nào đó ta sẽ thức tỉnh không phải sao? Giám thần trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu. Đúng, về lý luận thì là thế, tuy nhiên, tỷ lệ người không thức tỉnh cũng cao lắm. Giám thần thản nhiên nói. Chuyện vì sao ngài đi vào luân hồi có nhân quả quá lớn, ta không nói được, nếu một ngày kia, khi ngài thức tỉnh ngài sẽ biết thôi, còn thông đạo, nói thế nào nhỉ? đó là một thế giới của thần linh phong thần bằng chính là chiến bảng cấp cao nhất do thần linh lập ra người đừng tưởng lên phong thần bằng mà tốt những người trong thông đạo không phải ai cũng muốn lên đấy đâu ta không thể nói thêm gì nhiều còn bên kia thông đạo đích xác có một thế giới mà chính xác là có nhiều thế giới giống với chỗ này nói đến đây dám thần lộ vẻ buồn rầu nói thế là được rồi giờ ngươi đi tìm trảm đạo và quý nhất đi nếu chúng nó tự nguyện về thì ta cũng về nếu chúng nó không đi thì xin lỗi nhé ba người chúng ta đã đến bắt đầu đại vực rất lâu thật ra cũng biết cơ hội thành thần là gì nhưng chúng ta đều từ bỏ lựa chọn một chỗ để ẩn cư chúng ta mệt mỏi rồi người đã tìm đến đây thì cũng là số mệnh ta không thích người nói nửa vời như vậy nhưng cũng phải cảm ơn người đã cho ta biết không ít chuyện theo người nói có vẻ ta là một đại nhân vật rất lợi hại nó khiến ta càng có lòng tin vào mình hơn đại nhân vật à khóe miệng dám thần co quắp nói có phải đại nhân vật hay không thì ta không biết nhưng đúng là rất lợi hại. Sau đó, Sở Thanh mặc cáo từ giám thần rời đi, giám thần không trở về, hắn cũng không miễn cưỡng, tuy chưa biết vị trí cụ thể của Chàm đạo và Quy nhất, nhưng căn cứ lời của giám thần, chúng chỉ chọn chỗ có long mạch hội tụ, có thể tìm được hai viên huyết nguyệt kia dễ dàng thôi. Sau khi Sở Thanh mặc đi, giám thần ngồi im lặng thật lâu, cuối cùng cười cười lẩm bẩm. Thiên đạo luân hồi, số mệnh đúng là khó mà tính trước được, ta đã mệt rồi làm sao đây? Nói xong, lại lắc đầu cảm thán, thân hình dần dần biến mất, trên bàn đá, chỉ còn một viên huyết nguyệt rực rỡ chói mắt. Tuy mấy chuyện giám thần nói có vẻ xa xôi nhưng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sở thanh mặc, sau khi rời khỏi địa cung, hắn khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Lời giám thần nói không giống như đang nói dối nhưng vì sao hỗn độn huyết nguyệt lại chưa từng đề cập đến với hắn chứ? Tuy thế, sở thanh mặc có thể xác định, nam đó ở tiên giới, khi sở thanh mặc đến, hỗn độn cũng phản ứng rất kịch liệt, không muốn trở về thương cung thần giám cuối cùng là do thương cung thần giám và các viên huyết nguyệt khác đồng thời ra tay mới khiến nó quay trở về nhớ tới chuyện này sở thanh mặc lại đột nhiên nghĩ đến hình như khi đó trí nhớ của hắn bị thiêu thiếu thương cung thần giám cũng biến mất một thời gian khi xuất hiện lại từ bốn viên đã thành năm viên huyết nguyệt có lẽ trong thời gian đó có chuyện gì mà hắn không biết rồi sở thanh mặc than nhẹ không nhìn lại bay thẳng đến một nơi khác hắn vận dụng phong thủy thân thông bắt đầu tìm kiếm trên phạm vi toàn bộ đại vực căn cứ vào quẻ bói có tất cả hơn 10 chỗ có phong thủy tuyệt hào, những chỗ đó đều giống thiên cung của bác đầu giáo, là nơi long mạch hội tụ, bảo địa chân chính, tinh khí nồng đậm đến khó tin. Bình thường, những chỗ như vậy đều sẽ bị các thế lực cường đại chiếm cứ hoặc sẽ bị phong ấn giống như chỗ của giám thần, người ngoài khó mà phát hiện, chỉ có tu sĩ tinh thông phong thủy thần thông mới có thể tìm ra. Căn cứ vào bản đồ, sở thanh mặc bỏ đi 7-8 chỗ đã bị các thế lực lớn chiếm, còn lại hai ba chỗ nữa, rất có thể là nơi trảm đạo và quý nhất ẩn thân sau khi xác định rõ sở thanh mặc lên đường sau ba ngày sở thanh mặc chỉ còn cách chỗ có phong thủy tuyệt hào tầm nửa ngày đường nữa thì hắn bị chặn lại người ngăn hắn là một lão già tráng kiện dầu tóc bạc phơ mặc áo bào màu xanh đứng trong hư không không cảm nhận được khí tức trên người lão cũng không thấy tỏa ra hơi thở nguy hiểm gì nhưng theo bản năng sở thanh mặc biết đây là một cao thủ chân chính lão già bình thản nhìn sở thanh mặc nói người trẻ tuổi sao ba ngôi sao trên người ngươi và thần văn ra đây ta sẽ không làm khó ngươi trực tiếp thả ngươi đi đây chính là bắt đầu lão tổ rồi sở thanh mặc cả kinh hắn không biết làm thế nào mà bắt đầu lão tổ có thể tìm được hắn sau khi tu luyện thần quyết hắn đã hoàn toàn che giấu hơi thở của ba ngôi sao cũng không sử dụng tinh thần lực thiên tuyền và diêu quang đều ở trong thế giới của thương cung thần giám chẳng lẽ lão này có pháp lực che trời rồi nếu không sao lại tìm được hắn chứ vị tiền bối này ta không rõ ngài đang nói gì sở thanh mặc quyết định phủ nhận lão già khẽ mỉm cười nói Ngươi xem người ngươi, có thương cung thần dám, lại có bảy viên huyết nguyệt, rồi thí thiên, hỗn độn hồng lô nữa, tuy bắt đầu trận rất tốt nhưng người trẻ tuổi à, ăn nhiều sẽ bội thực đó. Lòng Sở Thanh Mặc trùng xuống, hiện tại hắn có cảm giác hắn đã bị người ta bán đứng. Đáng lẽ lão già này phải không biết gì về hắn mới đúng chứ. Hiện tại đến gốc gác của hắn cũng sốc hết lên. Sở Thanh Mặc tuyệt đối không tin lão chỉ suy diễn mà biết được, dù là vô thượng tồn tại cũng không có năng lực mạnh như vậy trên thế gian này trừ bằng hữu ở viêm hoàng đại vực cũng không mấy người biết các bí mật của hắn tuy nhiên vẫn còn một khả năng chính là la thiên hoàng tộc trong hoàng tộc có không ít người biết thông tin về hắn hơn nữa lại có bàng chi hận hắn không chết càng sớm càng tốt tiền bối ta nghĩ hẳn là ngài đã nhận lầm người sở thanh mặc suy nghĩ rất nhanh hắn bình tĩnh mờ mịt nhìn lão già trước mắt nói rốt cuộc ngài định nói gì ta không hiểu tí nào hết không phải à lão già thở dài lão phu thừa nhận có đắc tội với ngươi và mấy bằng hữu của ngươi nhưng người bắt đầu giáo chết trên tay ngươi cũng đâu có ít lão phu không so đo với ngươi lão phu cũng luyến tiếc vì ngươi là thiên tài chân chính hơn nữa lão phu cũng không muốn trêu vào hoàng tộc khiến bọn họ phẫn nộ vì thế sở công tử lão phu muốn dùng vương thức hòa bình để giải quyết chuyện này ngươi nói gì đi bắt đầu lão tổ đã lật bài sở thanh mặc cũng hiểu dù không thừa nhận đối phương cũng không đồng ý vì thế hắn dứt khoát gật đầu nói đã vậy thì trước tiên, ta muốn biết là ai bán đứng ta. Bắt đầu lão tổ cười cười. Chẳng lẽ lão phu không thể tự thư diễn ra hay sao? Nếu lão phu có thể thôi diễn mấy nữ tử kia có liên quan với ngươi thì sao lại không suy ra được thân phận của ngươi chứ? Không, ngươi không làm được. Sở thanh mặc bình tĩnh nói. Nếu thế này thì chúng ta không cần nói gì nữa, ta muốn đi, chưa chắc ngươi cản được đâu. Bắt đầu lão tổ cười ha ha. Người trẻ tuổi à, tự tin là chuyện tốt nhưng hơn nó sẽ thành tự phụ lão phu không thể nói ai đã bán rẻ ngươi lão phu phải giữ lời sở thanh mặc nói vậy cũng không sao hẹn gặp lại sở thanh mặc thân hình chợt lóe trực tiếp biến mất muốn chạy à không dễ thế đâu bắt đầu lão tổ vừa nói vừa tạo một nhà giam khủng bố rộng hơn vạn dặm giống như cái võng dài mắc giữa trời bịt hết lối đi lên trời xuống đất đều không được nữa một ánh đao rực rỡ trực tiếp chém rách cái võng tạo một lỗ hồng to đùng sau đó, sở thanh mặc bình tĩnh chạy qua cái lỗ kia. Bắt đầu lão tổ đứng nguyên tại chỗ, không ra tay, mắt lão sáng lên, mồm lầm bầm. Thật sự có chút bản lĩnh, không nghĩ hắn có thể trưởng thành nhanh như vậy. Theo đám người kia, lão phu chỉ cần một ngón tay là nghiền chết hắn, xem ra bị hố rồi. Nói xong, lão nhìn chỗ sở thanh mặc biến mất, thản nhiên cười. Tuy nhiên, người đã bị lão phu theo dõi, người nghĩ người có thể thoát được sao? Quả nhiên, sở thanh mặc còn chưa đi xa đã thấy phía trước có một đội nhân mã. Nam tử mặc chiến y màu vàng, người cưỡi cự thú trí tôn, trông rất uy vũ mà dữ tợn, tràn đầy sát khí, vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm trường kích đang đứng nhìn sở thanh mặc. Sở thanh mặc, người muốn đi đâu? Nam tử cầm trường kích hỏi. Quả nhiên là bọn họ, giữa hai lông mày sở thanh mặc xuất hiện sát khí, hắn không nói chuyện, quá lãng phí thời gian mà cũng là tự làm thấp mình. Hắn đưa tay đánh một quyền, lực đạo xuyên hư không, nhanh đến khó tin. Ngươi, nam tử vừa nói một chữ, quyền của sở thanh mặc đã đến trước mặt gã. Nam tử này đã đạt đến thánh nhân, người được phái đi đến đánh chết sở thanh mặc đều không phải kẻ yếu, nên nam tử thánh nhân này phản ứng cực nhanh. Gã huy động được tinh khí tạo thành một lớp chắn trước mặt. ầm, um, lớp phòng ngự hùng mạnh trước mặt quyền của sở thanh mặc lại trở nên yếu ớt, bị đánh cho dập nát. Sau đó, nam tử kia vẫn bị ăn quyền, đám người phía sau hết hồn, thế lạnh toát nam tử bị đấm xương cốt vỡ vụn đầu gã bị một quyền của sở thanh mặc đánh cho thành một đống nhão nhẹt. tiểu xúc sinh đó là hoàng thúc của ngươi một đại thánh bên hoàng tộc tức giận gào lên nhưng đợi tên này chỉ là một ánh đao vô cùng sáng lạn ngươi dám tên đại thánh gào lên trực tiếp lấy ra pháp khí là một cây phất trần hung hăng đánh về phía sở thanh mặc ầm ừ, phất trần bị vỡ thân thể của y cũng bị chém thành hai khúc tu sĩ này bị dọa hồn bay phách lạc hai đoạn thân mình nhanh chóng hợp lại, lùi về phía sau, cách sở thanh mặc thật xa. Cùng lúc đó, mấy tu sĩ thánh nhân bên kia cũng công kích sở thanh mặc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, qua mấy năm, chiến lược của sở thanh mặc đã cường đại như thế, có thể đối kháng với đại thánh. Phía trước họ khinh thường không thèm để ý, tất cả các suy nghĩ này giờ đã bị biến hết đi, cả đám bị dọa cho run người, bất chấp phong độ hoàng gia, tôn nghiêm của người tu hành, túm lại vây công sở thanh mặc. Đây là trận đại chiến đầu tiên của sở thanh mặc sau khi lĩnh ngộ thần văn đối mặt với bắt đầu lão tổ dù liều mạng thì kết cục tốt nhất là lưỡng bại câu thương nên hắn không muốn đấu với lão ta ở thời điểm nhưng với đám người này hắn chẳng bị áp lực gì hết các ngươi vượt ngàn dặm ngân hà tới địa phương thô sơ như thế này để giết ta ta còn hạ thủ lưu tình làm quái gì sở thanh mặc nghĩ vậy nói chuyện ư chẳng cần thiết cứ trực tiếp giết hết là được thì thiên trong tay hắn mũi đao không ngừng đỏ thẫm hơn hơn nữa, mỗi khi chém chết một tên tu sĩ mạnh mẽ của chi thứ hoàng thất thì sẽ có một giọt tử kim huyết mạch rất loãng được Sở Thanh Mặc hút vào trong cơ thể. Huyết mạch hoàng tộc trên người những người này tuy là rất nhạt, gần như không có nhưng dù sao cảnh giới của bọn họ cũng cao thâm, trải qua nhiều năm tu luyện, cũng càng cô động cho một tia tử kim huyết mạch kia càng hùng mạnh hơn, giờ phút này cũng làm lợi cho Sở Thanh Mặc thôi. Đám người kia tổng cộng có mười mấy người, kém nhất cũng là tu sĩ cảnh giới thánh nhân, còn có một tên tu sĩ trung kỳ đại thánh nữa vốn tưởng rằng chống lại sở thanh mặc sẽ nắm chắc thậm chí không cần lão tổ bắt đầu ra tay bọn họ cũng có thể thoải mái chấn áp được sở thanh mặc nhưng lại không nghĩ rằng đây hoàn toàn không phải một chuyện tốt quả thực là một việc muốn mạng người ta trong trước mắt sở thanh mặc cũng đã chém sáu tên tu sĩ cảnh giới thánh nhân tên hoàng tộc chi thứ cảnh giới đại thánh kia cả người bị thương nặng chừng mắt muốn nứt ra nhìn sở thanh mặc giận dữ hét sở thanh mặc người giết đồng tộc người người sẽ phải chịu trừng phạt cút Sở Thanh Mặc nhấc chân đạp một cước, hung hăng đá về phía tên tu sĩ cảnh giới đại thánh này. Ầm! Uhm. Tên Hoàng Tộc chi thứ cảnh giới đại thánh chống lại một quyền hung hăng của Sở Thanh Mặc, nhưng cơ thể lại giống như diều đất dây, bị ném bay xa ra ngoài. Tiếp đó, Sở Thanh Mặc lật tay ra một đao, chém nát ba đại thánh khí bay về phía mình. Loại bùng nổ kịch liệt này làm cho một phương trời sụp đổ, đất đai vô tận tất cả bởi vì cuộc chiến của đám người này mà hóa thành một mảnh đất khô cằn. Sở Thanh Mặc lại giơ tay chém ra chém dụng đầu một tên tu sĩ cảnh giới thánh nhân, sau đó lại đá một cước làm cái đầu vừa rơi xuống nát luôn. Không đến thời gian một nén nhang, hơn 10 hoàng tộc chi thứ lát hiên từ la thiên tiên vực chạy tới giết hắn cũng chỉ còn lại một tên tu sĩ cảnh giới đại thánh vẻ mặt hoàng sợ nhìn sở thanh mặc. Sở thanh mặc, ngươi, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, Tên tu sĩ đại thánh có địa vị rất cao ở trong toàn bộ hoàng tộc La Thiên này vốn vẫn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng tấn thăng đến cảnh giới đại thánh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lại đối thủ khủng bố như Sở Thanh Mặc. Thật sự là gã phụng mệnh tới đây chu sát Sở Thanh Mặc nhưng không nghĩ tới một chiêu này lại đá vào một miếng sắt không thể phá vỡ. Loại tổn thất này trước đó bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Ban đầu vốn là một nhiệm vụ khá thoải mái, trước khi đến còn có rất nhiều người liều mạng tranh giành một suất đến Bắc Đầu Đại Vực, bởi vì chỉ cần Sở Thanh Mặc chết, những cao thủ vô thượng đó sẽ trợ giúp chi thứ của hoàng tộc ngồi lên ngai vàng đế vương. Đến lúc đó, chi thứ bọn họ chính là con cháu hoàng thất chính thống. Người tự tay đánh chết Sở Thanh Mặc nhận được bao nhiêu công trạng, trong lòng ai cũng đã tính toán cả, tên đại thánh này là chi thứ của hoàng tộc, địa vị tương đối cao, danh vọng cũng được, đối với cơ hội khó có được này, gã thật sự vô cùng hài lòng, cũng vô cùng vui vẻ. Nhưng bây giờ trong lòng gã ngoại trừ vô cùng sợ hãi ra, còn lại cũng chỉ có hối hận vô tận tại sao ta lại muốn tới đây chứ? Rõ ràng có rất nhiều người muốn tranh giành cơ mà. Tên chi thứ hoàng tộc cảnh giới đại thánh này vẻ mặt tuyệt vọng nhìn sở thanh mặc, sau đó nói. Sở thanh mặc, ta, ta có thể đầu hàng không? Ngươi nói thử xem, sở thanh mặc lạnh lùng nhìn gã ta, lạnh giọng nói. Ta muốn một tên xác rưởi làm gì? Xác rưởi, xác rưởi. Vẻ mặt của tên chi thứ hoàng tộc cảnh giới đại thánh kinh ngạc, vẻ mặt này hoàn toàn không phải giả vờ. Từ nhỏ đến lớn, mãi cho đến hôm nay hai chữ này gã từng nghe vô số lần cũng từng nói vô số lần nhưng đều là nghe người khác nói về người khác đều là gã mở miệng nói về người khác lại chưa từng nghe bất cứ kẻ nào dùng hai chữ này để hình dung gã cho nên gã thật sự hoàn toàn ngây dại hoàn toàn không thể tin được hai chữ này là nói về gã như thế nào người không phục sở thanh mặc cười lạnh nói không phải là đối thủ của ta không phải rác rưởi thì là cái gì sống nhiều năm như vậy người ngoại trừ tự mình cảm thấy mình được ra thì còn gì nữa trong ngực tên đại thánh này xông lên sự phẫn nộ mãnh liệt cả giận nói ta không phải rác rưởi ồ thì sao mũi đào thí thiên trong tay sở thanh mặc chỉ về phía gã đến chiến nào đừng có nói nhảm nữa vẻ mặt của tên tri thứ hoàng tộc cảnh giới đại thánh này chua sót chiến gã thật sự không có lòng tin trừ phi lúc này lão tổ bắt đầu có thể tới đây nhưng vấn đề là bắt đầu lão tổ sẽ chạy tới giúp gã sao hiển nhiên là sẽ không đám người bọn họ bán tin tức cho bắc đầu lão tổ có liên hệ với bắc đầu lão tổ nhưng chỉ là quan hệ hợp tác loại người như bắc đầu lão tổ làm sao có thể tới đây giúp bọn ngã được cho dù giờ phút này có ở đây chị e cũng chỉ đứng đó xem náo nhiệt nhỉ sở thanh mặc ta có thể phụng sự cho ngươi là chính có thể cung cấp rất nhiều tin tình báo về chi thứ hoàng tộc cho ngươi 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 không phải vẫn luôn muốn biết những người tính kế ngươi những người muốn giết ngươi rốt cuộc là ai sao Ngươi chẳng lẽ không muốn biết một vài bí mật của bắt đầu lão tổ sao? Ta, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ngài đừng giết ta. Ta nguyện ý trở thành nô bộc của ngài. Tên chi thứ hoàng tộc cảnh giới đại thánh này đến cuối cùng thậm chí còn dùng tới kính ngữ. Sở thanh mặc vẫn bất động như cũ, lạnh lùng nhìn gã ta. Người tính kế ta, ngoại trừ mấy lão bất tử cảnh giới vô thượng thì chính là mấy người chi thứ hoàng tộc các người. Về phần bắt đầu lão tổ, bí mật của ông ta liên quan gì đến ta, đám người các ngươi, tí nữa giết sạch từng tên một không phải xong rồi à ta cần một tên rác rưởi như người làm cái gì nói xong sở thanh mặc lại vung đao lên trẻ củi đao pháp lúc này sở thanh mặc lại lần nữa thi triển ra đao pháp trẻ củi uy lực đã tới một cấp độ khó có thể tưởng được có lẽ ngay cả thập cửu hoàng thúc cơ phong cũng hoàn toàn không thể tưởng được năm đó ông ta để lại cho sở thanh mặc một chút cơ duyên không ngờ lại được sở thanh mặc tu luyện tới trình độ này tên chi thứ hoàng tộc cảnh giới đại thánh ra tay ngăn cản đạo hạnh của gã cũng vô cùng cao thâm lại nói, chấn phong bắt đầu đại vực là thế giới lớn như vậy cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu so với những tu sĩ cảnh giới thánh nhân kia thì hùng mạnh hơn vô số lần, gã ta tùy tiện vung tay lên, cả 10 triệu dặm ngân hà sẽ bị chôn vùi. Núi sông đất đai vô tận sẽ hóa thành số không. Nhưng ở trước mặt sở thanh mạc, gã thật sự không được. Sở thanh mạc thậm chí không sử dụng tinh thần quyết, cũng không hề sử dụng tinh thần lực. Chỉ dựa vào đạo hạnh của hắn thôi cũng đủ để chấn áp tu sĩ cường đại cảnh giới đại thánh này rồi một đao kia lại chém tên trình thứ hoàng tộc cảnh giới đại thánh này thành hai khúc sau khi tổ chức lại thì tên tu sĩ đại thánh từ bỏ luôn sự chống cự quỳ trên hư không nhìn sở thanh mặc đau khổ nói sở công tử sở ra ngài hoặc là một đao giết ta hoặc là hãy nhận ta làm nô bộc đừng giày vào ta van xin ngài sự sợ hãi vô tận làm vòng tuyến tâm lý của tên đại thánh này hoàn toàn bị phá hủy gã đã nhìn ra sở thanh mặc đang tra tấn gã bởi vì nếu muốn giết gã thì một đao vừa rồi gã tuyệt đối phải mất mạng sang giác một đao của sở thanh mặc chém luôn đầu của tên đại thánh này xuống sau đó dưới sự không thể tin và sợ hãi tràn đầy trong mắt của gã thì làm đầu của gã nát bét tính cả nguyên thần hôn bay phách tán người nghĩ ta đang muốn lạt mềm buộc chặt với người đấy à muốn thu phục ngươi sao thật là ngu ngốc sở thanh mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua thân hình chợt lóe rồi biến mất không lâu sau bắt đầu lão tổ đuổi tới nơi này thì cố tình cảm nhận một chút sau đó hai tay kết ấn bắt đầu ngược dòng thời gian. Tuy ông ta chỉ nhìn thấy một đoạn hình ảnh hỗn độn nhưng những hình ảnh đó cũng đủ rồi. Ngay cả người có tu vi và tâm tính như bắt đầu lão tổ cũng xem mà hít một hơi khí lạnh. Thật là một tên ác độc. Mắt bắt đầu lão tổ lóe lên, lầm bầm. Nhưng mà càng là loại tu sĩ hùng mạnh như thế, xếp đi mới càng có ý nghĩa. Tiểu tử, người đã thành công khơi dậy hứng thú của lão phu rồi. Đã rất nhiều năm không có ai khiến lão tổ ta sinh ra loại hứng thú này. Cũng thế, trước khi trở thành cự đầu, dùng người hiến tế là được rồi. Nói xong, ông ta hơi ngưng thần một lát rồi đuổi theo về phía mà sở thanh mặc biến mất. Thì thiên trong tay sở thanh mặc giờ phút này đã đỏ cả mẳng, tản ra huyết quang yêu dị làm lòng người kinh hãi. Một đám cao thủ chi thứ của hoàng tộc cứ như vậy ngã xuống dưới đao của hắn, trong lòng hắn không có bất kỳ sự hối hận nào. Trên thực tế, sau khi biết mấy năm nay luôn nhằm vào ba người hắn chủ yếu là đám người của chi thứ hoàng tộc, giữa sở thanh mặc và bọn họ đã là kẻ thù không đội trời chung. Lúc này, bọn họ không biết thế nào lại biết được tin mình ở bắc đầu đại vực phái nhiều cao thủ đến như vậy mục đích đương nhiên là muốn tuyệt sát hoàn toàn hắn ở đây sở thanh mặc không phải không muốn để lại một người sống hỏi xem tình huống bên la thiên tiên vực rớt cũng thế nào nhưng hắn vẫn nhịn được không hỏi không phải không lo lắng mà là sợ ảnh hưởng tới đạo tâm của mình cha mẹ dưới sự che chở của la thiên hoàng tộc nếu còn có thể xuất hiện bất kỳ sự không ngờ nào thì cũng chỉ nói lên rằng toàn bộ hoàng tộc la thiên cũng đã rơi vào tay giặc rồi chỉ cần con cháu dòng chính của hoàng tộc la thiên còn đó như vậy cha mẹ hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào điểm này trong lòng sở thanh mặc rất rõ ràng cho nên hắn không muốn đến hỏi cũng không cần phải đi hỏi một trận chiến này cũng làm sở thanh mặc sau vài năm lại lần nữa có sự tin tưởng mạnh mẽ niềm tin vô địch đó lại bắt đầu sinh sôi nhưng hắn còn cần tiếp tục xúc thế chỉ dựa vào bây giờ thì còn chưa đủ nếu muốn hoàn toàn giải quyết được bắt đầu lão tổ cần mạnh mẽ hơn cũng cần càng nhiều lực chiến đấu tích lũy hơn trên đường sở thanh mặc lại gặp mấy đợt đệ tử của bắc đầu nhưng mà mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới trí tôn hắn gần như không hề dừng lại thuận tiện ra tay chấn áp toàn bộ những người đó những người này tuy là không đủ để hắn tích chữ nhiều hơn nhưng vẫn là có còn hơn không chỉ thuận tay thu vào thôi mà đến cuối cùng sở thanh mặc sắp đến gần nơi long mạch phong thủy vào địa mà phong thủy thần thông suy diễn ra lại gặp một đám đệ tử của bắc đầu đám người kia lại là một đám tu sĩ cảnh giới đế chủ chỉ có điều nhìn thoáng qua sở thanh mặc lựa chọn luôn không đếm rỉa ngay cả hứng thú ra tay cũng không có. Bọn đệ tử của bắt đầu này nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ từng gặp thoáng qua tử thần. Sở thanh mặc đi thẳng vào giữa cung điện dưới mặt đất phong thủy bảo o địa, loại địa cung này gần như đều hình thành tự nhiên. Ở trong nội cung dưới mặt đất, sở thanh mặc lại gặp được một người. Đó là một nam từ trẻ tuổi áo trắng như tuyết, tóc dài đen như một phủ xuống vai, khuôn mặt tinh xảo, khá khôi ngô. Thấy sở thanh mặc thì câu nói đầu tiên vô cùng giống với giám thần. Cậu đến rồi à, hơi muộn đó, muốn đi theo ta không? Sở thanh mặc bình tĩnh nhìn nam từ trẻ tuổi áo trắng như tuyết. Hay là, hai người bọn họ đồng ý trở về, cậu mới đồng ý trở về. Nam tử áo trắng hơi ngần ra, dường như cảm thấy thái độ của sở mặc hơi kỳ lạ, y nhíu mày nhìn sở thanh mặc, nói. Cậu so với năm đó, hơi không giống nhỉ? Hả, ta năm đó là kiểu gì? Sở thanh mặc hỏi. Năm đó cậu, ừm, so với cậu bây giờ dường như dịu dàng hơn một chút, Tuy là bản chất vẫn cứng rắn mạnh mẽ, nhưng khi đó cậu vẫn tương đối ôn hòa. Nam tử áo trắng nhìn Sở Thanh Mạc, nói: "Nhưng bây giờ ta chỉ nhìn thấy đầy người cậu là sát khí, chiến lực khủng bố, thật sự là có rất nhiều sự khác biệt, ừm, chuyện như luân hồi quả nhiên không đáng tin, cậu trở nên càng thêm đáng sợ." "Đó cũng là chuyện tốt." Sở Thanh Mạc nói. "Có lẽ vậy." Nam tử áo trắng nói. "Ta đi với cậu, nhưng cậu đến để ta chạm cậu một đao đã?" Sở thanh mặc hơi hơi nheo mắt lại, nhìn nam tử áo trắng, nói. Cậu muốn giết trà à? Vẻ mặt nam tử áo trắng không biết nói gì, nói. Được rồi, xem ra cậu quả nhiên biết rất nhiều chuyện, hẳn là dám thần nói cho cậu à, cũng chỉ có hắn mới có thể nói cho cậu việc này. Vì sao cậu muốn chém ta một đao? Sở thanh mặc nhìn nam tử áo trắng. Bởi vì ta là chảm đạo mà, ta muốn nhìn một chút, bây giờ cậu còn có, tư cách trở thành chủ nhân của ta hay không? nam tử áo trắng vẻ mặt thản nhiên nhìn sở thanh mặc nếu như ngay cả một đao của ta cũng không tiếp được vậy cho dù ta đã từng là sinh linh do cậu chế tạo ra nhưng ta cũng không muốn ở cùng bên cạnh một tên rác rưởi đầu sở thanh mặc đen lại thầm nghĩ bao ứng tới thật nhanh mình vừa mới mắng người khác là rác rưởi xong không ngờ đã bị người khác trả lại y nguyên rồi muốn chạm ta một đao đúng không đến đây đi sở thanh mặc cầm trong tay thí thiên lạnh lùng nhìn nam tử áo trắng khi thế chân người hán lại lần nữa tăng lên nam tử áo trắng khẽ mỉm cười vậy ngài cẩn thận nhé nói xong trong tay gã đột nhiên nhiều thêm một thanh đao cây đao này nhìn qua vô cùng bình thường giống như một cây đao tầm thường nhất thế gian thậm chí ngay cả pháp khí cũng không tính nhưng ở trong tay gã cây đao đó lại sáng lên phát ra sức sống không bình thường đến đây nam tử áo trắng giơ đao trong tay lên bổ thẳng về phía sở thanh mặc chỉ là một đao phách sơn nhạc vô cùng đơn giản khá giống với đao pháp trẻ củi của sở thanh mặc nhưng một đao kia lại quá kinh khủng. Ít nhất, sở thanh mặc còn chưa từng thấy trên người người khác loại đao pháp này. Trong một đao kia bao hàm quy luật đại đại cao nhất, quả thực có thể chặt đứt một dài ngân hà. Sở thanh mặc hít sâu một hơi tăng thế trên người lên tới cực hạn, sau đó hắn giờ thí thiên trong tay lên hét lớn một tiếng. Keng! Hai thanh đao, cứ như vậy va chạm với nhau. Nơi địa cung này trong nháy mắt đã sụp đổ. Tính cả đất đai quanh cả trăm vạn dậm như cơn sóng trong biển cả vô biên, không ngừng phập phồng sau đó trong khoảnh khắc đã lún xuống phía dưới toàn bộ bắc đầu đại vực đều không ngừng run rẩy phạm vi xung quanh hơn 10 triệu dặm tất cả vạn vật đều lún xuống theo một kích này của hai người làm nơi này bị đánh chìm xuống sau đó trong hư không nam tử áo trắng vươn người đứng như cây ngọc đón gió ở đó chỉ có điều trong tay y đã không còn vào gì nữa sở thanh mặc đứng đối diện với y vẻ mặt nhìn qua ít nhiều hơi quái dị đứng ở đó như đang trầm tư nam tử áo trắng cũng không quấy rầy hắn chỉ đứng ở đó mỉm cười nhìn sở thanh mặc Thật lâu sau, sở thanh mặc mới thở phào một cái, sau đó nhìn nam tử áo trắng. Ta đã hiểu nhầm cậu rồi. Không sao, ta chính là do ngài chế tạo ra, ngài giống như cha ta vậy, trợ giúp cha của mình, ta nghĩ hẳn là chuyện kinh thiên địa nghĩa mà. Nam tử áo trắng nói xong thì hóa thành một tia sáng bay vào trong lồng ngực của sở thanh mặc, chảm đạo huyết nguyệt, trở về vị trí cũ. Một chiều mới rồi, sở thanh mặc không chịu bất kỳ thương tổn nào, Ngược lại dưới một đao đạo kia đã lĩnh ngộ được một loại đao pháp đạo hoàn toàn mới, và sau một kích này, xúc thế của sở thanh mặc trong nháy mắt tăng vọt, gần như đạt đến một trạng thái đỉnh cao. Bây giờ sinh khí thần của hắn, ngay cả là chống lại bắt đầu lão tổ, sở thanh mặc cũng có một niềm tin chiến thắng mãnh liệt. Nhưng điều này vẫn là chưa đủ, sở thanh mặc nhìn thoáng qua hư không ở phía xa, tiếp tục chạy. Tiếp đó, bắt đầu lão tổ chạy tới nơi này, cảm nhận được khí cơ trong trời đất, thì thào nói. Thật không nghĩ tới, một viên huyết nguyệt trên mặt của thương cung thần dám lại có được thần uy như thế đáng tiếc đáng tiếc là không thể cho ta sử dụng xem ra chỉ khi hoàn toàn đánh chết sở thanh mạc hơn nữa là kiểu đánh chết khiến hắn phải tâm phục khẩu phục ta mới có thể có cơ hội có được mấy bảo vật trên người hắn cho nên giúp thế phải không lão phu cho người cơ hội này ta ngược lại muốn nhìn thử một người ngay cả cảnh giới đại thánh cũng chưa tới có thể hùng mạnh tới mức nào ở nơi đỉnh cao chu sát một thiên tài có thiên phú hơn xa mình mới là chuyện khoái trá nhất giữa đất trời này từ muôn đời đến nay còn chưa từng có một tu sĩ cảnh giới thánh nhân nào có thể nghịch thiên chém giết được đầu của một người cảnh giới đại thánh tuyệt tình còn nửa bước nữa là tới cự đầu cho dù là con khỉ coi trời bằng vung kia lúc ở cảnh giới thánh nhân cũng không có năng lực đó cho dù bây giờ nó là tuyệt đỉnh cảnh giới đại thánh đồng thời cũng thân bước nửa bước tới cự đầu có thể khiêu chiến được cự đầu vốt hượng nhưng ngã ta cũng tuyệt đối không có năng lực thật sự đánh chết được một cự đầu cho nên sở thanh mặc dù hùng mạnh thế nào cũng không thể hùng mạnh hơn con khỉ sinh ra từ thiên địa được bây giờ sở thanh mặc cũng ít nhiều hiểu được dụng ý của bắc đầu lão tổ. đây là một trò chơi mèo vờn chuột. bắc đầu lão tổ tự nhận làm mèo, coi sở thanh mặc thành chuột, mặc cho sở thanh mặc xúc thế, mặc cho sở thanh mặc tùy ý đi lại trên biên giới của bắc đầu đại vực, tùy cho giết, tùy cho đánh, thích làm gì cũng được. cho dù sở thanh mặc hủy hoàn toàn bắc đầu đại vực này thì ông ta cũng sẽ không chút đau lòng. mục đích cuối cùng của bắc đầu lão tổ chính là muốn khi đang ở thế của sở thanh mặc thích lũy đến đỉnh điểm thì sẽ ra tay, hoàn toàn giết chết sở thanh mặc cướp ba viên tinh thần trên người sở thanh mặc còn cả những bảo vật khác lúc này đánh chết sở thanh mặc cho dù sở thanh mặc thấp hơn ông tam cảnh giới lớn nhưng đối với bắt đầu lão tổ cũng có lợi ích vô hạn như vậy cũng tốt hơn so với một người đối mặt với một nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành và một người phải dụng tâm suy nghĩ trải qua trăm cây nghìn đắng mới hoàn thành nhiệm vụ giữa hai người cảm giác thành tựu và kinh nghiệm nhận được họ an toàn không giống nhau đối với loại tu sĩ như sở thanh mặc và bắt đầu lão tổ hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn thu hoạch được là đại đạo vô thượng khó có thể tưởng được. Cho nên, bắt đầu lão tổ nguyện ý cùng thánh nhân nho nhỏ sở thanh mạc này tiếp tục chơi. Nếu bây giờ sở thanh mạc đã vọt vào, vào cảnh giới đại thánh thì tuyệt đối sẽ là cảnh tượng khác. Bắt đầu lão tổ tuyệt đối sẽ không cho hắn một chút cơ hội xúc thế nào. Sau khi nghĩ rõ được điều đó, sở thanh mạc cũng không nóng nảy. Hắn ở đây suy diễn tới nơi long mạch hội tụ phong thủy bảo điện thứ hai. Cũng không phát hiện tung tích của huyết nguyệt quy nhất, nhưng tinh khí của nơi này đã đủ hóa rồng rồi hóa thành một con chân long khủng bố, một thân cảnh giới cũng đã đạt tới mức độ đại thánh. Sở thanh mà không hề khách khí, sau một trận chiến đã đánh chết luôn con chân long do tinh khí hóa thành, sau đó hút cả biển tinh khí vào trong cơ thể của mình. Tòa đạo đài cực lớn dường như vĩnh viễn không đầy được, hấp thu lượng lớn tinh khí như vậy mà vẫn không hề có dấu hiệu bão hòa nào. Tuy nhiên, phía trên đạo đài, hàng ngàn thần văn tự tang bay múa, nhìn qua càng thêm rực rỡ hơn. Vẫn có dùng tới. Một trốn, một đuổi. Khi bắt đầu lão tổ đuổi đến đây cảm nhận được con chân long do tinh khí hóa thành bị đánh chết sau đó lưu lại cảm xúc không cam lòng thì ánh mắt của ông ta lại sáng lên thêm, Sở Thanh Mặc này, một lần lại một lần phủ định nhận thức lúc trước của ông ta. Một phong thủy bảo địa như vậy, ông ta đương nhiên có thể tìm được, nhưng nhất định phải qua thời gian dài suy diễn và tốn nhiều thời gian đi tìm, muốn xác định vị trí chuẩn xác, trừ phi ông ta có thể trở thành cao thủ cự đầu vô thượng. Nhưng Sở Thanh Mặc, một tu sĩ cảnh giới thánh nhân không ngờ đã có năng lực kinh khủng như thế rồi bắt đầu lão tổ có chút không tin, ông ta nghĩ tới một vài truyền thuyết về thương cung thần giám, tia sáng trong mắt lóe lên. đối với việc muốn có được mấy bảo vật kia càng thêm mạnh hơn. nửa tháng sau, sở thanh mặc ở trong nơi phong thủy vào địa hội tụ long mạch thứ ba rốt cục tìm được một viên huyết nguyệt quý nhất cuối cùng. nhưng làm sở thanh mặc không ngờ là quý nhất lại là một cô gái, một nữ tử hoa thơm tuyệt đại, đẹp nghiêng thiên hạ. vẻ đẹp của nàng ấy dường như hoàn toàn không thuộc về thế gian này, cao quý nhưng không lạnh lùng vô cùng xinh đẹp nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy không chân thực, nhìn thấy Sở Thanh Mặc, Quý Nhất thi lễ, sau đó cũng không mở miệng trước mà cẩn thận đánh giá Sở Thanh Mặc, sau một lát mới nhẹ giọng nói. "Nhận của ta một chiêu đi." Sở Thanh Mặc yên lặng gật đầu. Một chiêu này nhìn qua như hơi hợt, bởi vì Quý Nhất chỉ giơ tay lên, không hề có hơi thở khói lửa nào, cũng không có bất kỳ dao động của năng lượng nào truyền tới, thậm chí ngay cả nơi địa cung hai người đang đứng cũng không có chút động tĩnh nào. Bên ngoài cũng không có ngoại trừ sở thanh mặc ra không có bất kỳ ai biết, ở nơi này từng xảy ra một trận giao phong vô cùng khủng bố. Một kích này của quý nhất là đánh vào tinh thần thức hải của sở thanh mặc. Bên ngoài mặc dù không có bất luận động tĩnh nào nhưng ngay trong tinh thần của sở thanh mặc lại dâng lên cơn sóng gió động trời. Trong tinh thần thức hải mênh mông vô cùng của sở thanh mặc, sau khi đáp trả một kích này thiếu chút nữa đã hoàn toàn lật úp. Nhưng sở thanh mặc cũng không hề cảm nhận được bất kỳ chỗ nào không ổn, giống như luận bàn giữa hai người, chưa giống nhau, một kích này của Quy Nhất khiến Sở Thanh Mặc trong nháy mắt đã lĩnh ngộ được nhiều mặt của đại đạo tinh thần, nhất thời thậm chí có chút khó có thể tiêu hóa. Thế trên người hắn trong nháy mắt đã trở nên cường đại hơn, cho nên trên tuyệt đỉnh lại tăng vọt lên ba phần. Quy Nhất tự nhiên cười nói, sau đó hóa thành một tia sáng, trở lên thương cung thần giám. Mười viên huyết nguyệt đã có chín viên trở về vị trí cũ, hiện giờ cũng chỉ còn lại một viên huyết nguyệt giám thần cuối cùng. Vì thế, Sở Thanh Mặc lại lần nữa bắt đầu lại chàm đạo và quy nhất không hề phản kháng mà trở về như vậy giám thầm cũng phải thực hiện lời hứa của nó mới đúng bắt đầu lão tổ theo sở thanh mặc lâu như vậy lại phát hiện sở thanh mặc không ngờ lại trở về chỗ cũ ông ta cười lạnh trong lòng chẳng lẽ ngươi cho là như vậy có thể tránh được truy tung của ta sao lúc này ông ta cũng không biết sở thanh mặc đã biết là ông ta cố ý đuổi theo xúc thế của sở thanh mặc dưới cái nhìn của bắt đầu lão tổ sở thanh mặc còn đang muốn tìm cách chạy trốn chỉ có điều ngươi đi được hay sao không cần nói đến điều gì khác chỉ cần nói tới bản lĩnh định vị phong thủy bảo đại này của sở thanh mặc bắt đầu lão tổ đã thèm chảy nước miếng rồi năng lực như thế tuy là cự đầu cũng có được nhưng cần tiêu hao rất nhiều tâm thần để suy diễn nào có giống sở thanh mặc hơi hợt thôi đã tìm được nhiều phong thủy bảo điện như vậy hơn nữa mỗi chỗ gần như đều là khu vực tinh hoa nhất toàn bộ bắc đầu đại vực tăng tới loại cao thủ vô thượng tổ cảnh rồi bắt đầu lão tổ cũng cần rất nhiều tinh khí để không ngừng nâng cao đạo hạnh của mình sở thanh mặc lại trở về chỗ giám thần nơi địa cung kia giám thần nhìn sở thanh mặc không nói hai lời trong thân thể phát ra khí tức đại đạo vô thượng lấy đạo hạnh để áp chế về phía sở thanh mặc ầm ầm va chạm giữa đại đạo khiến nơi này hóa thành hư không vô tận phạm vi không biết bao nhiêu tỷ giam cùng lúc đều hóa thành hư vô bắt đầu đại vực thiếu chút nữa đã bị một kích này đánh thùng sở thanh mặc phụt một tiếng phun ra một ngụm máu sự máu này không ngờ lại mang theo vài thứ màu đen ngay cả bản thân sở thanh mặc cũng sợ ngây người hắn không thể tưởng được máu của mình lại còn có tạp chất đồng thời huyết mạch kim sắc trong thân thể của hắn cũng phun ra thi ô ngộ máu này chẳng biết tại sao sở thanh mặc chẳng những không cảm giác mình có chút suy yếu nào ngược lại còn có cảm giác tiến vào một thiên địa khác dường như ngay cả linh hồn trong nháy mắt này cũng thăng hoa lên rất nhiều vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn giám thần sau đó tự cảm nhận cơ thể của mình một chút rốt cục đã xác định một chuyện giữa cơ thể của hắn huyết mạch thuộc hoàng tộc la thiên hoàn toàn biến mất đồng thời biến mất theo thật ra còn có tinh hoa của huyết mạch sở thị nhất mạch nói cách khác Tuy là hắn vẫn là con trai của Sở Thiên Cơ và Cơ Thanh Vũ, ít nhất là trên danh nghĩa là như vậy, nhưng trên thực tế, trong thân thể hắn sau khi phun ra ngụm máu này chẳng những làm thông lại những huyết mạch trong thân thể, loại trừ tạp chất ra ngoài, cũng làm cho huyết mạch của Sở thị nhất mạch và Cơ thị nhất mạch biến mất. Cảm giác này khiến trong lòng Sở Thanh Mặc lập tức tràn đầy sự phức tạp, có cảm giác mãnh liệt không nỡ. Cùng lúc đó, hai người Cơ Thanh Vũ và Sở Thiên Cơ ở La Thiên Tiên vực xa xôi đều càng người hơi chấn động, sau đó nhìn về phía đối phương ánh mắt có vẻ không thể tin nổi. Con của chúng ta. Sở thanh mặc nó. Hai người đều đồng thanh, ánh mắt có sự bi thương mãnh liệt. Không được, ta muốn đi bắt đầu đại vực. Nước mắt của cơ thanh vũ, nháy mắt đã chảy xuống. Không, không đúng, nàng cảm nhận lại một chút đi. Sở thiên cơ dù sao cũng trầm ổn hơn, ông ấy nhìn cơ thanh vũ. Mỗ tử liền tâm, phụ tử cũng liền tâm, nó còn sống cơ thanh vũ ngẩn người rồi lập tức bình ổn lại tinh thần, hiếp mắt, sau đó bắt đầu cảm ứng, thật lâu sau mới hạ giọng nói. Thật sự là như vậy, nhưng vì sao ta lại có cảm giác mất đi con vậy? Ta cũng có. Sở thiên cơ cũng cao mày. Về mặt này đồng ý là nhất định có nguyên nhân, nhưng bây giờ ta và nàng đều không thoát thân nổi. Cơ thanh vũ thở dài nói. Ta vừa mới nhận được tin những người bên chi thứ hẳn là phái người đi truy đuổi muốn giết con chúng ta, trong mắt của Sở thiên cơ có sự lạnh băng vô tận và khinh thường. Chỉ bằng những người đó, còn chúng ta đâu phải người bọn họ dễ dàng muốn giết là giết. Bây giờ ta thật sự cam giận mình có huyết mạch hoàng tộc rồi. Cơ thanh vũ than nhẹ, sở thiên cơ nhẹ nhàng kéo cơ thanh vũ qua. Yên tâm đi, con của chúng ta nhất định sẽ gặp sự hóa lành. Cơ thanh vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, tựa vào vai của sở thiên cơ. Bên bắc đầu đại vực, sở thanh mặc ngơ ngác nhìn máu bay lên không trung tuy là nhìn qua chỉ có một búng máu, nhưng trên thực tế, trong nó ẩn chứa năng lượng đủ để lấp đầy một hải dương vô cùng lớn. Giám thần nhìn sở thanh mặc, bỗng nhiên nói. Trên người của cậu, không phải còn có một phân thân sao? Có ý gì? Sở thanh mặc mờ mịt nhìn giám thần, mới rồi trong chớp nhoáng, hắn đến được trạng thái tuyệt đỉnh nhưng loại cảm giác chóc thịt lở ra đó lại làm trong lòng sở thanh mặc hơi mê man. Huyết mạch la thiên hoàng tàu cũng thế hay huyết mạch sở thị nhất mạch cũng vậy, Điều không có sự cao quý vốn của huyết mạch của ngài trên thực tế cho dù là không có hành động này của ta hôm nay thì sớm muộn gì cũng có một ngày ngài cũng sẽ hoàn toàn luyện hóa được chúng nó cho nên không cần phải tức cảm gì đem những huyết mạch đó niêm phong vào trong phân thân của ngài đi hắn vẫn là ngài nhưng hắn mới là đứa con thật sự của cha mẹ ngài dám thần nói ánh mắt của sở thanh mặc sáng lên cho dù hắn có thể chấp nhận sự thật nhưng bảo hắn thật sự dứt bỏ huyết nhục tình thân với sở thiên cơ và cơ thanh vũ làm hắn có cảm giác cực kỳ khổ sở Tiếp đó, Sở Thanh Mặc triệu hoán phân thân hoàn mỹ ra, sau khi vận công luyện hóa những tạp chất màu đen trên máu huyết thì rót vào trong phân thân của mình. Trong phút chốc, trên người phân thân này dường như là có một loại khí tức vô cùng huyền ảo, cũng nhiều linh tính đến không thể tin nổi, hắn mở hai mắt ra, sau đó trên mặt nở nụ cười vui vẻ, ôm quyền với Sở Thanh Mặc. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Sở Thanh Mặc không biết nên nói gì, bởi vì điều này thật ra là ý nghĩ của bản thân hắn, chẳng qua, thông qua phân thân này để nói ra miệng thôi. Lúc này, bầu trời trên đỉnh đầu đột nhiên dày đặc kiếp phân. Trong nháy mắt sở thanh mạc đã biết nguyên nhân, hóa ra sau khi ngụm máu đó dắt vào trong phân thân thì phân thân đỉnh cao lại muốn độ kiếp, thánh nhân kiếp. Sở thanh mặc liếc mắt nhìn giám thần, ánh mắt của giám thần hơi sáng lên, như nghĩ tới điều gì, nói với sở thanh mặc. Thật sự là mệnh rồi, xem ra, ngài ở kiếp này thật sự có thể thành, nếu đây là ý trời. Vậy, ngài dung hợp phân thân này đi thôi. Có ý gì? sở thanh mặc hơi khó hiểu, dám thần thở dài nói, năng lực của ta là chứng giám vạn vật thế gian, điều này bao gồm thể lực, thật ra chính là đời trước ngài giao cho ta, phân thân này sau khi dung hợp với máu huyết mà ngài phun ra thì xảy ra dị biến, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, tương lai con đường trưởng thành của nó cũng không hề kém ngài. Nói cách khác là ta sai rồi, huyết mạch của cha mẹ ngài dung hợp lại với nhau sẽ sinh ra một cao thủ thật sự, cho nên bây giờ ngài luyện hóa dung hợp phân thân này thì có thể qua thẳng đại thánh thiên kiếp sau đó ngài có thể sẽ đi lên một con đường mà người khác không ai có thể suy diễn được. Lời nói này là năm đó chính ngài đã từng nói, chỉ là chúng ta đều không thể tin được thôi, bây giờ xem ra là sự thật rồi. Giám thần nói rồi hóa thành mở tê tia sáng bay vào trong ngực sở mặc. Mười viên trở về vị trí cũ, trong phút chốc, tò an bộ mặt trên của thương cung thần dám phát ra khí tức khó có thể tưởng được và cả ánh sáng vô lượng. Sau đó nó tự bay lên, bao phủ cả một phương trời, trong phạm vi mười tỷ dặm tạo thành một lớp phòng ngự ánh sáng cực đại vừa lúc chặn bắt đầu lão tổ vừa chạy tới ở bên ngoài thanh âm của thương cung thần dám lọt ngay vào trong tinh thần của giờ thanh mặc ngài yên tâm dung hợp phân thân an tâm độ kiếp bắt đầu lão tổ ông ta sẽ không vào được cơ thể của giờ thanh mặc khẽ chấn động lập tức đôi mắt của hắn dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo hắn nhìn phân thân phân thân cũng nhìn hắn bọn họ vốn là một thể thần thức giống nhau tinh thần giống nhau chính là một người cho nên muốn dung hợp lại không có bất kỳ trở ngại nào quả thực như chuyện nước chảy thành sông vậy. tiếp đó bọn họ nhìn nhau cười, đều đi về phía nhau, hai thân ảnh cứ như vậy hòa thành một thể. ầm, uhm, hư không trên đỉnh đầu, phía trên cao tuyệt tình, một tia thiên lôi khủng bố trong nháy mắt đã giáng xuống. thiên kiếp đại thánh, biến thành thiên kiếp của cảnh giới đại thánh. hơn nữa, sở thanh mặc gặp thiên kiếp đại thánh khủng bố hơn rất nhiều so với những tu sĩ thánh nhân đối mặt với thiên kiếp cảnh giới đại thánh. ngay cả bắt đầu lão tổ ở ngài mười tỷ dặm cũng bị kinh sợ. Ông ta nhíu mày nhìn phía kiếp vân trên trời cao, sau đó sắc mặt tối tăm nhìn thoáng qua màn hào quang phòng ngự mà thương cung thần dám phóng ra, lạnh lùng quát. "Muốn độ kiếp, nằm mơ." Nói xong, ông ra ra tay. Giữa một chiêu này đã gồm cả đại đạo vô tận của trời đất, dường như thế của Bắc Đầu đại vực toàn bộ đều tập trung trên người của Bắc Đầu lão tổ. Đây mới là nguyên nhân mà ông ta không hề lo lắng khi đuổi theo giờ thanh mặc. Là chúa tể thật sự của toàn bộ Bắc Đầu đại vực, với tư cách là vương hùng mạnh nhất của cả thế giới toàn bộ thế của đại vực đều ở trên một mình ông ta bắt đầu lão tổ lấy thế này ra để oanh kích phòng ngự do thương cung thần dám hình thành muốn chen ngang độ kiếp của sở thanh mặc ông ta phải ra tay ngăn cản sở thanh mặc bước vào cảnh giới đại thánh một tia sáng sáng lên từ trên người bắt đầu lão tổ toàn bộ bắc đầu đại vực chỉ có một tia sáng này đang không ngừng khuếch tán gần như ngay lập tức đã bao trùm toàn bộ bắc đầu đại vực sau đó toàn bộ đại lục của bắc đầu đại vực trong nháy mắt đã chia năm xẻ bảy những chỗ cách nơi này gần nhất hoàn toàn bị phá hủy biến mất không còn thấy tăm hơi. Ở nơi xa xôi vô tận này, long mạch đổ, núi non đổ, đất đai nứt ra, từ trên xuống dưới làm cho cả bắc đầu đại vực trong nháy mắt đã bị chìm xuống. Giống với năm đó ở viêm hoàng đại vực, một kích này của bắc đầu lão tổ đánh nát toàn bộ bắc đầu đại vực. Không biết có bao nhiêu sinh linh trong nháy mắt đã không hề hay biết mà hóa thành cho bụi của vũ trụ, tinh thần của bọn họ, đạo của bọn họ, huyết khí trên người bọn họ cũng hóa thành vô số nước lũ hội tụ lại phía bắc đầu lão tổ rót thẳng vào cơ thể của Bắc Đầu lão tổ, Thế trên người Bắc Đầu lão tổ trở nên mạnh hơn, trên người của ông ta thậm chí còn phát ra ánh sáng thần thánh chỉ có cự đầu mới có. Bắt Đầu đại vực vỡ thành vô số mảnh bay về nơi xa, hoặc là bay lên, hoặc là rơi xuống, hoặc là bay vào trong vũ trụ không biết tên. Những khối vụn nhỏ đó dưới quy luật của thiên đại tạo thành vô số ngôi sao, tất cả lớn hay nhỏ, số lượng vô số, khó có thể đếm hết. Ở chỗ Bắc Đầu lão tổ cả mảnh trời đất hoàn chỉnh cũng chỉ còn lại phòng ngự ánh sáng mà thương cung thần giám hình thành vây quanh sở thanh mạc đang đậu kiếp một kích này của ông ta bắn chìm một đại vực nhưng nhưng không có một chút hiệu quả nào phòng ngự của thương cung thần giám thậm chí ngay cả một chút gợn sóng đều không có bắt đầu lão tổ hoàn toàn sợ ngây người ông ta không ra tay tiếp một kích mới rồi cũng gần như là một kích mạnh nhất của ông ta rồi nói cách khác cho dù ông ta lại dùng công kích mạnh mẽ hơn phòng ngự này cũng sẽ vẫn chắn ngang giữa ông ta và sở thanh mạc tuyệt đối không bị phá. Điếu, điều này sao có thể, vẻ mặt bắt đầu lão tổ giật mình và chấn động. Chúa tể của bắt đầu đại vực gần như là cự đầu tổ cảnh, ánh mắt có thần sắc hoàn toàn không dám tin, ông ta thật sự bị dọa sợ rồi. Lúc này, có vô số thần thức không hề che giấu mà kéo về phía bắc đầu đại vực. Bắt đầu lão tổ không hề phản kháng, ông ta biết, đó là những cao thủ vô thượng của La Thiên Vũ Trụ, cự đầu thật sự này bị động tĩnh vừa rồi làm tin sợ, bọn họ muốn biết, nơi này xảy ra chuyện gì. Chẳng biết tại sao, bắt đầu lão tổ lúc này đã không có bất kỳ phẫn nộ nào, ngược lại ông ta hy vọng mấy thần thức kia có thể hình thành sát niệm đến tấn công phòng ngự mà thương cung thần dám hình thành. Lần đầu tiên trong đời ông ta vô cùng chờ đợi cự đầu chân chính có thể đến bắt đầu đại vực làm khách một lần. Đáng tiếc là những thần thức đó sau khi đảo qua ông ta, rồi lại đảo qua phòng ngự do thương khung thân dám phóng ra thì đồng loạt rời đi, không hề dừng lại chút nào, dường như chỉ tùy ý liếc mắt nhìn, không hề phát hiện gì thú vị đã rời đi. Cứ như vậy mà đi không các người không thể đi sở thanh mặc đang ở đây bắt đầu lão tổ đột nhiên phát ra một câu mang theo âm thanh của đại đạo ù ù chấn động cả bắt đầu đại vực cùng lúc đó mặt trên của thương cung thần giám đột nhiên phát ra một tia sáng đánh nát luôn âm thanh đại đạo của bắt đầu lão tổ bắt đầu lão tổ tại giờ phút này đột nhiên sinh ra cảm giác vô lực mãnh liệt trong lòng dâng lên một suy nghĩ đây đây là oai phong của thần vật vô thượng đến từ thông đạo sao năm đó trên điện tịch cổ bị ông ta hủy diệt từng ghi lại một vài tin tức của thương cung thần giám nhưng phía trên nói không rõ lắm chỉ nói đó là một thần vật thật sự còn có cả thi thiên phía trên nói đó là một thanh hung đau cái thế là sát ý của thiên đạo hóa thành đối với cách nói này từ trước đến nay bắt đầu lão tổ vẫn có nghi ngờ ông ta cũng không hoàn toàn tin tưởng toàn bộ những gì mà cổ điển kia ghi lại nhưng bây giờ xem ra cũng là ông ta sai rồi đa phần những gì trên cổ điển kia ghi lại vậy mà lại là thật nhưng vấn đề là thần vật đến từ thông đạo đó vì sao đều tập trung trên người sở thanh mặc vậy số mệnh của hắn lớn đến mức nào có một không hai toàn bộ la thiên vũ trụ sao cho dù là thái thượng ngày xưa chị e cũng không có số mệnh lớn như vậy nhỉ điều này làm sao có thể bắt đầu lão tổ đột nhiên làm một hành động ông ta lấy trên người ra ba viên tinh thần không bị ông ta luyện hóa ông ta phải luyện hóa chúng ngay bây giờ bởi vì ông ta đã sinh ra một dự cảm xấu cực kỳ mãnh liệt dường như sau khi sở thanh mặc vượt qua thiên kiếp đại thánh ông ta sẽ hoàn toàn không phải là đối thủ của người này nữa cho nên cho dù như thế nào ông ta cũng không thể ngay lúc này rơi vào thế hạ phong được cho dù hành động này sẽ phải chịu sự dòm ngó của những cao thủ vô thượng cho dù ông ta vì thế mà không thể thăng đến tổ cành ông ta cũng không để ý ba viên tinh thần sau khi được ông ta lấy ra thì đều phát ra tinh thần lực vô cùng mạnh trong nháy mắt đã tràn ngập trong bắt đầu đại vực sau đó một chuyện bắt đầu lão tổ không tưởng được đã xảy ra ba viên tinh thần sau khi ra không ngờ lại bay thẳng đến phòng ngự mà thương cung thần dám phóng ra đứng lại cho ta bắt đầu lão tổ giận không nhịn được mà giống to một tiếng một thân đạo hạnh vô thượng bùng nổ chấn áp về phía ba viên tinh thần chuyện khiến ông ta không thể tin đã xảy ra ba viên kia vốn nên bị ông ta thoải mái chấn áp không ngờ lại không hề phản ứng không hề dừng lại chút nào mà bay ra ngoài không hề ảnh hưởng chút nào do đạo hạnh của ông ta chấn áp trong nháy mắt đã xuyên qua phòng ngự sau đó chui vào trong cơ thể của sở thanh mặc bắt đầu lão tổ trơ mắt nhìn trên người của sở thanh mặc cũng có hai viên tinh thần bay ra sau khi dạo qua một vòng thì bay vào giữa cơ thể của giật thanh mặc. Âm âm, thiên kiếp phía trên bầu trời cao trở nên càng thêm kinh khủng. Loại thiên kiếp này ngay cả bắt đầu lão tổ cũng phải biến sắc, bởi vì uy lực của thiên kiếp đã đến gần với thiên kiếp mà ông ta suy diễn trong tổ cảnh rồi. Đây, đây rốt cuộc là tại sao chứ? Khuôn mặt bắt đầu lão tổ hoàn toàn biến sắc. Điều không ngờ này cơ bản không nên, cũng sẽ không thể nào phát sinh được. Tinh thần có sinh mạng, ông ta đương nhiên biết, mặt trên của viên tinh thần ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng, ông ta cũng biết, nhưng ông ta càng biết rõ hơn, viên tinh thần đó tuyệt đối không nên tự mình bay về phía sở thanh mặc, rốt cuộc là vì sao? Đúng lúc này, trong thân thể của bác đầu lão tổ, viên tinh thần đã bị ông ta luyện hóa nhiều năm không ngờ cũng bắt đầu dục dịch, dường như muốn rời khỏi thân thể ông ta vậy. Ngay cả người cũng dám phản bội ta, bác đầu lão tổ hoàn toàn tức giận, cũng hoàn toàn điên cuồng, ông ta rít lên một tiếng, vận dụng đạo hạnh vô thượng chấn áp viên tinh thần trong cơ thể của mình. Nhưng thất tinh trận đồ trên người ông ta lại bay ra từ không gian chữ vật của ông ta, lấy tốc độ không thể tin nổi mà xuyên thẳng qua phòng ngự của thương cung thần giám, bay vào thân thể của sở thanh mặc. Bắt đầu lão tổ phun một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lớn, dâu tóc dựng ngược, giận muốn điên lên. Năm đó ông ta được một viên tinh thần rồi mang ra luyện hóa lại nhận được cổ điển và thất tinh trận đồ, từ đó về sau chính là đỉnh cao cuộc đời ông ta, đại thánh làm sao đủ được tổ cảnh cũng tầm thường mục tiêu thật sự của bắc đầu lão tổ là luyện thành bắc đầu tinh trận sau đó nắm chắc cơ hội thành thần cho dù là không thể vào được cảnh giới thái thượng nhưng một ngày kia một khắc mà phong thần bảng tới đây ít nhất ông ta có thể rời khỏi thế giới này vào trong thông đạo trở thành thần linh thật sự năm tháng vô tận ông ta giấu giếm để lại vô số chuẩn bị bày ra một bàn cờ kinh thiên ngay cả cự đầu trong la thiên đại vực này đều bị ông ta lừa gạt giấu giếm mắt thấy khoảng cách thành công cũng chỉ còn một bước ngắn mọi thứ đều nằm trong bàn tay của ông ta nhưng ngắn ngủi mấy năm gần đây thôi tất cả vậy mà như rong gương trăng dưới nước ảo ảnh trong mơ tất cả đều thành vô ích trước ngày hôm nay ông ta còn hoàn toàn không cho rằng một thánh nhân nho nhỏ có thể có ảnh hưởng gì đáng kể với mình thậm chí mới vừa rồi ông ta mặc dù có dự ảm không rõ nhưng vẫn không quá lo lắng thương cung thần dám có cường đại nhưng chỉ là một pháp khí phòng ngự mà thôi sở thanh mặc kia không thể mãi mãi phòng ngự được sau khi vượt qua thiên kiếp hắn dù sao cũng sẽ phải đối mặt với mình thôi cho đến khi ba viên tinh thần ông ta đã phong ấn nhiều năm, còn có cả thất tinh trận đồ trong nháy mắt bay về phía sở thanh mặc, bắt đầu lão tổ rốt cuộc đã hiểu rõ, bố trí vô số năm của ông ta, vô số năm chờ mong, thật ra chính là làm thay người khác mà thôi. Cho dù trong lòng, trong mắt của ông ta cho rằng sở thanh mặc không thể có khả năng làm cho cự đầu cũng phải run rẩy được, nhưng chuyện này là một sự thật không thể chối cãi. Số mệnh của hắn thậm chí còn cường đại đến mức thời khắc mấu chốt có thể thoải mái tránh được cự đầu nhỏ ngó nữa bắt đầu lão tổ lảo đảo lui về phía sau, thế hùng mạnh trên người ông ta đã từng chút từng chút rút đi. bây giờ ông ta chỉ có thể miễn cưỡng chấn áp một viên tinh thần còn sót lại trong cơ thể, nhưng ông ta biết rõ, ông ta chấn áp không được bao lâu nữa, bởi vì lực lượng của viên tinh thần này quá hùng mạnh. tới bây giờ rồi, bắt đầu lão tổ mới hiểu được, hóa ra từ đầu đến cuối ông ta chưa từng thật sự luyện hóa được viên tinh thần đã theo ông ta vô số năm, cho ông ta vô số mong chờ. hóa ra ta chỉ là một người tạm thời bảo quản thôi. Hóa ra chủ nhân thật sự không phải ta. Hóa ra tất cả mọi thứ đều là một giấc mộng của ta. Bắt đầu lão tổ liên tiếp học máu, chuyện này đả kích với ông ta hoàn toàn có tính chất hủy diệt. Đừng nhìn nhìn ông ta chỉ kém một chút là có thể trở thành cự đầu thật sự, nhưng mất đi viên tinh thần này, mất đi thất tinh trận đồ, mất đi cơ hội có được bí quyết thần văn tự tinh thần quyết, ông ta đã không còn bất cứ cơ hội nào để bước vào cảnh giới kia. Âm uhm. một viên tinh thần rốt cục đã phá tan chấn áp của bắc đầu lão tổ hướng tới quần sáng kia mà nhanh chóng bay đi với tốc độ cao. Tinh khí thần của bắc đầu lão tổ tại thời khắc này đã hoàn toàn sụp đổ. Đổi lại là ai cũng phải sụp đổ, loại cảm giác này thật sự làm người ta rất tuyệt vọng, tìm cách sắp xếp nhiều năm như vậy mà như lấy giỏ chúc múc nước, cuối cùng là công dã chẳng cả. Đổi lại là ai chỉ e cũng không có cách nào chấp nhận sự thật này. Bắc đầu lão tổ đã xem như một đại nhân vật rất có sức bình tĩnh, là một chúa thể đích thực của cả một đại vực lớn, ông ta cho dù là trí tuệ, tâm tính hay là kinh nghiệm cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhưng loại đả kích này, ông ta cũng không thể nhẫn nhịn. Hận ý của ông ta với sở thanh mặc đã đạt tới mức không thể hơn được nữa. Đứng ở trên hư không, bắt đầu lão tổ vẻ mà thù hận nhìn bóng dáng đằng sau quần sáng đang độ kiếp, ánh mắt có vẻ oán được vô tận. Ngay cả mọi cơ duyên ta đều không chiếm được, nhưng người, sở thanh mặc, người cũng đừng mơ mà có được. Bắt đầu lão tổ nghiến răng nói xong thì bay thẳng đến quần sáng kia mà ra tay, ông ta không tin, món pháp khí đó có thể vẫn luôn phóng ra hào quang phòng ngự mãnh liệt như thế. Cho dù như thế nào, ông ta tuyệt đối sẽ không cam tâm tình ngu yện nhìn sở thanh mặc thành công độ kiếp, sau đó lại luyện hóa được bảy viên tinh thần. Đối với bảy viên tinh thần này, ông ta hiểu hơn so với bất kỳ ai trên thế gian này, vô cùng hiểu rằng, một khi sở thanh mặc luyện hóa được bảy viên tinh thần, cảnh giới của sở thanh mặc sẽ nháy mắt tăng lên một mức độ cực cao, thậm chí không thua ông ta bao nhiêu. Âm, uhm. bắt đầu lão tổ đánh thật mạnh vào phía trên quầng sáng. Loại uy lực này đủ để đánh rơi một đại vực, nhưng quần sáng này chỉ nổi lên một vài rung động lăn tăn, loại dao động đó mỏng manh đến mức làm người ta tuyệt vọng, bắt đầu lão tổ cũng không nổi giận, tiếp tục công kích mãnh liệt vào quần sáng. Âm. Um, Âm. Um. Một cái lại một cái, một cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới đại thánh phát toàn lực để công kích, cảnh tượng này quá kinh người, cho dù đã đi xa vô cùng cũng có thể thấy rõ ràng, vũ trụ này dường như đã đến ngày tật thế, trong quần sáng Bảy viên tinh thần đều vọt vào giữa cơ thể của Sở Thanh Mặc, ngay giữa đan điền Sở Thanh Mặc mà sắp thành hàng, sau đó trong nháy mắt phát ra một năng lượng hùng hậu, thúc đẩy cảnh giới của Sở Thanh Mặc một đường tiến về phía trước. Ở Thiên Kiếp Đại Thánh còn chưa kết thúc, cảnh giới của Sở Thanh Mặc cũng đã được đẩy thẳng lên kỳ sau của đại thánh, loại đột phá này từ muôn đời tới nay, Sở Thanh Mặc có thể nói là người đầu tiên. Chưa từng có người nào đột phá tới cảnh giới tối cao lại dễ dàng giống như Sở Thanh Mặc vậy. Ít nhất là trong đại vũ trụ La Thiên này tuyệt đối chưa từng có bao giờ bắt đầu lão tổ đang điên cuồng công kích bên ngoài quần sáng cách quần sáng kia cũng có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người sở thanh mặc ông ta giống lên vô cùng bi phẫn hùng hằng tung một quyền lại với quần sáng kia Thuốt cục lần này dao động của quần sáng hơi lớn hơn một chút trong quần sáng lôi kiếp mãnh liệt hóa thành một biển sấm sét hơn nữa lúc này giữa biển sấm sét không ngờ lại có bóng dáng của sinh linh bắt đầu lão tổ theo bản năng dừng công kích lại cách quần sáng nhìn bóng dáng mông lung trong biển sấm sét trên mặt có vẻ không thể tin nổi khi nào thì giữa thiên kiếp lại có thể xuất hiện bóng dáng của sinh linh rồi hả lúc này sinh linh giữa kiếp vân trong tay có thêm một thanh trường mâu từ sinh linh đến trường mâu đều hoàn toàn do sấm sét ngưng kết thành ra tay thẳng về phía sở thanh mặc Âm. Uhm. một tiếng nổ long trời lở đất một chưa chỉ là thuận tay của sinh linh kia đánh bay thẳng sở thanh mặc ra ngoài cho dù cách khoảng cách cực xa nhưng bắt đầu lão tổ vẫn rõ ràng thấy sở thanh mặc đã học máu hơn nữa sau một chiêu của sinh linh ngay cả quần sáng trước mặt bắt đầu lão tổ cũng hung hăng run rẩy theo. A à, a, à. ha 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 ha. Bắt đầu lão tổ ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, suy nghĩ cả người, trong nháy mắt đã hiểu rõ, cảm giác áp lực trong lòng cũng lập tức được buông xuống, loại cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái này đã không biết bao nhiêu năm chưa có rồi. Nhưng rất nhanh ông ta đã nhìn lại, sau khi Sở Thanh Mặc bị một kích của sinh linh kia đánh bay thì cũng không bị thương nặng mà đứng lên, mang theo thanh thí thiên đầy màu máu đánh với sinh linh kia tươi cười của bác đầu lão tổ dần biến mất vẻ mặt tối tăm nhìn cuộc chiến của đôi bên trong mắt không ngừng loãi lên tia sáng âm uhm. sinh linh do sấm sét hóa thành vượt qua biển sấm sét đánh với sở thanh mạc mỗi lần gã ra tay đều được sở thanh mạc khó khăn chống đỡ nhưng mà sự thuần thục của sở thanh mạc cũng nhanh tới mức mắt thường có thể nhìn thấy hắn đang nhanh chóng điều chỉnh phương thức chiến đấu của mình cảm giác như đang thích ứng thì đột nhiên vào cảnh giới cao cấp của đại thánh tuy là bị sinh linh xuất hiện trong thiên kiếp này đánh thì có cảm giác khó có thể chống đỡ nhưng trên thực tế, sở thanh mạc không bị thương quá nặng, ngược lại còn đang từ từ thích nghi với hoàn cảnh xấu. Đây, cho dù bắt đầu lão tổ căm hận sở thanh mạc thế nào thì lúc này cũng không khỏi tràn đầy sự hâm mộ và ghen tị, người thanh niên này quả nhiên như ông ta đã thấy, là tôi sự có thiên phú nhất, dường như hắn trời sinh là vì tu luyện vậy. Đối với hiểu biết về đạo cũng hoàn toàn vượt xa khỏi nhận thức và tưởng tượng của người bình thường. Âm, uhm. lại là một tiếng vang thật lớn, sở thanh mặc và sinh linh kia lại đụng thẳng vào nhau không hề suy nghĩ gì, hoàn toàn, đụng chạm vô cùng hung mãnh. Kiểu chiến đấu này bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng đều có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, dường như máu toàn thân trong nháy mắt sẽ bốc cháy mãnh liệt vậy. Lúc này, thân hình của sở thanh mặc lui về phía sau vài chục bước, sinh linh do sớm rét hóa thành kia vậy mà cũng lui về phía sau hai ba bước. Cuộc chiến của đôi bến truyền ra chấn động kinh khủng, tấn công làm quần sáng do thương khung thần dám hình thành chấn động kịch liệt. Trên mặt bắc đầu lão tổ lại không hề có chút nào vui mừng. Điều này quá kinh khủng, loại dao động truyền ra từ chiến đấu đã vượt qua uy lực một kích của ông ta. Cảm giác thất bại vô cùng này khiến bắt đầu lão tổ lại lần nữa sụp đổ. Một người trẻ tuổi mới rồi còn hoàn toàn không bằng được ông ta. Sau khi thất tinh nhập vào cơ thể không ngờ trong khoảng thời gian ngắn đã tăng lên tới cấp độ hoàn toàn không thể tin được này. Điều này còn thiên lý à? Nếu thất tinh trận đồ kia lại bị hắn tóm được thì người này có thể lập tức bước vào cảnh giới cao thủ vô thượng hay không? Trở thành cự đầu trẻ tuổi chân chính, bắt đầu lão tổ hận muốn điên, phun một tiếng, phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó, ông ta xoay người rời đi. Ông ta đã không muốn nhìn tiếp, cũng không muốn dừng lại ở nơi này nữa. Sở Thanh Mặc, ngươi nhớ kỹ, tất cả sỉ nhục mà ngươi làm với ta hôm nay, không bao lâu nữa tất cả sẽ trả lại cho ngươi, thất tinh trận đồ, vĩnh viễn ngươi cũng đừng mong có được. Tiếng nói của bác Đầu lão tổ tràn đầy hận ý vang lên trong toàn bộ Bắc Đầu đại vực. Sau đó, thân hình của ông ta trong nháy mắt biến mất trong vũ trụ mênh mông. Sở thanh mặc ở bên trong quần sáng giống như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của bắt đầu lão tổ, tinh thần càng người đều tập trung trên người sinh linh do sấm xét hóa thành. Vật này, thật sự là quá kinh khủng, nếu hắn không có thất tinh nhập vào cơ thể, thực lực tăng mạnh, chống lại sinh linh này 8, 9 phần 10 sẽ ngã xuống. Chỉ có điều nếu hắn không có thất tinh nhập vào cơ thể, sinh linh này có xuất hiện hay không cũng rất khó nói. Nhưng bất kể như thế nào, sự thật đã rồi, đối mặt với sinh linh khủng bố này, Sở Thanh mặc nhất định phải sốc lại 120% tinh thần, toàn lực đối phó với đối thủ kinh khủng nhất cuộc đời. Sinh linh này rất mơ hồ, thấy không rõ lắm dáng vẻ của gã, đã hoàn toàn do sấm sét của thiên kiếp hóa thành, mỗi chiêu đều mang theo khí tức hủy diệt vô tận, đạo hạnh hơi yếu một chút khả năng không cần hắn ra tay, khoảng cách hơi gần chút sẽ tan thành cho bụi. Cho dù đạo hạnh vô cùng cao thâm cũng khó có thể ngăn cản được sinh linh khủng bố này. Sở Thanh mặc sở dĩ có thể vẫn chống đỡ, và chậm rãi thích nghi với hoàn cảnh xấu nguyên nhân chủ yếu cũng là do hắn nắm giữ đại đạo xem xét nếu không cho dù cảnh giới và chiến lược bây giờ của hắn đã vọt tới bậc cao của cảnh giới đại thánh cũng không thể ngăn được công sát của sinh linh đó dốc hết sức cả trăm phần trăm sinh linh do thiên kiếp hóa thân thành chính là một điển hình từ đầu đến cuối gã đều không có bất kỳ công kích nào ra trò tới tới lui lui chỉ có mấy chiêu đập đâm quét nhưng chỉ mấy chiêu như vậy lại đủ để quét ngang sinh linh cảnh giới đại thánh của thế gian này rồi ngoại trừ cao thủ vô thượng tổ cảnh chị e cũng không có mấy đại thánh có thể ngăn cản được công kích như thế trong thân thể giờ thanh mặc đạo đài thuộc đạo sấm xét đang cấp tốc vận chuyển điên cuồng xoay tròn trong đạo đài không gian phát ra tiếng đạo o ù ù không ngừng lấy đạo của sinh linh đó khắc lên đạo đài lúc này trên đạo đài đã khắc lên những thứ phức tạp hơn nhiều mỗi chữ đạo khắc lên đều có lực lượng hủy thiên diệt địa đây chính là đạo sấm xét thuộc về giờ thanh mặc khủng bố như vậy cuộc chiến của đôi bên vẫn đang tiếp tục thí thiên trong tay sở thanh mặc cũng đang điên cuồng đoạt lấy năng lượng trên người đối phương đối với thí thiên chỉ cần chiến đấu chỉ cần đối thủ đủ hùng mạnh thì nó sẽ đi cướp đoạt hơn nữa kiểu đoạt đó cho đến tận giờ còn chưa có sinh linh nào có thể ngăn cản sinh linh cấp bậc đại thánh trong thiên kiếp cũng không thể ngăn cản đây là một trận khổ chiến vô cùng gian nan sở thanh mặc ở trong này đánh suốt chín ngày chín đêm thiên kiếp cảnh giới đại thánh sớm đã chấm dứt kiếp vân trên bầu trời cũng sớm tan cả nhưng chỉ có sinh linh này lại vẫn như là có tám đời ân oán với sở thanh mặc không chết không ngừng, vẫn luôn chiến đấu. Cho dù đôi bên bây giờ sớm đã ngang nhau, thậm chí chiến lực của sở thanh mặc còn cao hơn một bậc, nhưng vẫn không có ý định chiến. Tới tối ngày thứ 10, một đao sở thanh mặc chém xuống rút cục lần đầu tiên bổ gãy trường mô của người này. Cán trường mô sau khi đứt rời thì hóa thành hai tia sấm sét cự đại, dường như muốn biến mất trong hư không. Đạo sấm sét trên đạo đài của sở thanh mặc lại phát ra một lực hút cực lớn, hút hai tia sấm sét cự đại vào trong. Sinh linh kia lần đầu tiên tay không đối mặt với sở thanh mặc. Dưới tình huống này, sở thanh mặc làm sao có thể khách khí với gã, thì triển ra chiến lược mạnh nhất của mình, điên cuồng chém giết sinh linh đó. Ở ngày thứ 15, rốt cục sở thanh mặc đã chém sinh linh thành hai nửa, sau đó lại chém thành bốn mảnh. Lúc sinh linh này dãy dụ muốn tổ chức lại thì có sức mạnh to lớn như biển phóng ra từ giữa đạo đài sấm xét của sở thanh mặc. Rốt cục đã chấn áp được sinh linh đó. Cuối cùng sấm xét trên đạo đài của sở thanh mặc xuất hiện bóng dáng một người cầm trường mâu, chỉ có điều bóng dáng này nhìn qua so với lúc trước thì càng thêm mơ hồ cảnh giới đại thánh bậc cao, dưới việc thất tình nhập thể, cảnh giới của sở thanh mạc lập tức tăng lên tới một cấp độ mà trước đó hắn chưa từng nghĩ tới. Điều này đối với sở thanh mạc cũng là một niềm vui bất ngờ thật sự. Cảm nhận được sự liên hệ với bảy viên tinh thần cùng với hàng ngàn thần văn tự tinh thần quyết trên đạo đài, sở thanh mạc hơi tức nuối nhìn thoáng qua sao trời phía xa, nơi đó, bóng dáng của bắc đầu lão tổ sớm đã biến mất, trong lòng sở thanh mạc biết rõ, bắc đầu lão tổ 89 phần 10 muốn đi tìm cao thủ vô thượng, đây là cơ hội duy nhất để ông ta báo thù hiến thất tinh trận đồ cho cao thủ vô thượng nào đó sau đó dẫn cao thủ vô thượng đó ra tay đối phó với mình lại nói đó quả thực là một chuyện phiền toái tới cảnh giới này rồi sở thanh mà có thể cảm nhận rõ hơn sự hùng mạnh của cao thủ vô thượng đừng nhìn chiến lược của con khỉ khi kinh diễm đến mức không thể tin nổi nhưng đối với cao thủ vô thượng thật đúng là không coi là uy hiếp trí mạng gì con khỉ có lẽ sẽ không chết cũng sẽ không thua trên tay của cao thủ vô thượng nhưng nó muốn đánh bại đối phương thì cũng là một chuyện gần như không thể cho dù như thế nào thu hoạch lần này quá lớn lớn đến mức cho tới giờ ngay cả ảo tưởng sở thanh mặc cũng chưa hề nghĩ tới. Lúc này quần sáng dần dần biến mất, thương cung thần dám bay trở về trên người sở thanh mặc hóa thành một ấn ký dừng lại trên ngực sở thanh mặc. Thân đau màu máu của thí thiên trở nên càng tươi hơn, tản ra sát khí lạnh như băng không gì sánh được. Sở thanh mặc nhìn thoáng qua bắc đầu đại vực đã bị đánh chìm, khẽ thở dài một tiếng. Chúng sinh đều khổ. Tiếp đó, hắn ra tay lấy pháp lực của đại vô thượng đem những khối vụn trong bắc đầu đại vực này mạnh mẽ kéo về từ vũ trụ xa xôi sau đó lần nữa làm những khối vụn của đại lục chấp lại thành một khối hoàn chỉnh ba ngày sau bắc đầu đại vực từng biến mất lại lần nữa xuất hiện trong vũ trụ mênh mông chỉ có điều dáng vẻ có chỗ rất khác với bắc đầu đại vực lúc trước tất cả trên đại lục cũng đều xảy ra kịch biến nhưng điều này đã là cự trạn mà sở thanh mạc có thể làm được dù sao hắn cũng không phải cao thủ vô thượng không có đạo hạnh để tưởng tượng ra được vạn vật cuối cùng sở thanh mặc triệu hoán hồng nguyệt kỳ tiêu vũ sở thanh thủy y y và tử yên từ trong thế giới thương cung thần dám ra ngoài nhìn đại vực trước mắt vừa quen vừa có chút xa lạ này năm cô gái đều hơi mờ mịt các nàng biết bên ngoài nhất định đã xảy ra chuyện lớn khó lường nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì cũng không biết sở thanh mặc đơn giản kể lại chuyện đã trải qua một chút năm cô gái ánh mắt nhìn về phía sở thanh mặc đều tràn đầy sự chấn động kỳ tiêu vũ đi lên phía trước mặt mang niềm vui bất ngờ nhìn sở thanh mặc trong mắt có hơi nước nhưng cuối cùng lại không rơi xuống cảnh giới đại thánh thật tốt hồng nguyệt vui vẻ từ sâu trong lòng cho sở thanh mặc thủy y y sóng mắt lưu truyền nhìn sở thanh mặc cuối cùng lại nhẹ thở dài trong lòng có một số việc quả nhiên là không thể miễn cưỡng tuy nhiên tới bây giờ rồi tuy là trong lòng nàng vẫn cực kỳ yêu sở thanh mặc nhưng không đến mức chấp nhất quá mức giống với mấy người rượu nhất nương vậy có thể ở bên cạnh sở thanh mặc thật ra cũng là may mắn lớn nhất rồi trong lòng thủy y y tràn đầy hâm mộ kỳ tiêu vũ nhưng cũng không có bất kỳ cảm xúc ghen tị nào bởi vì kỳ tiêu vũ đã cố gắng hết sức để giúp những người con gái yêu sở thanh mặc hy vọng có thể giúp các nàng ấy thật sự ở trong lòng sở thanh mặc đổi lại nếu là nàng ở trên vị trí của kỳ tiêu vũ nàng chưa chắc có thể làm tới mức đó có lẽ sẽ có rất nhiều người cho rằng kỳ tiêu vũ làm như vậy hơi ngốc nhưng dù vậy nàng ấy lại nhận được toàn bộ tình yêu của sở thanh mặc đối với sự thay đổi của sở thanh mặc sở thanh ngoại trừ cao hứng thì vẫn là vui vẻ sở thị nhất mạch rốt cục cũng có một cao thủ tuyệt thế thật rồi nàng ấy cũng không biết sở thanh mạc thiếu chút nữa đã không có bất cứ quan hệ nào với sở thị nhất mạch nữa hoàn hảo là những chuyện đó đều đã qua bây giờ đứng ở đây chính là thế hệ sau của sở thị nhất mạch tiếp đó sở thanh mạc nhìn năm cô gái nhẹ giọng nói ta muốn quay về viêm hoàng đại vực các nàng có cùng ta trở về một chuyến không kỳ tiêu vũ lập tức biết sở thanh mạc muốn đi làm gì nàng ấy gật đầu ta muốn đi về ta muốn gặp bọn họ. Năm cô gái ở cùng nhau nhiều năm như vậy, giữa nhau cũng đã sớm không còn bí mật gì nữa. Các nàng cũng đều thông minh hơn người, cho nên, tất cả đều hiểu sở thanh mặc muốn đi làm gì. Chuyện như thế làm sao có thể bỏ qua? Tự yên cười nói. Ta cũng phải tận mắt nhìn thấy kỳ tích sinh ra mới được. Sở thanh nói, Thủy Y Y và Hồng Nguyệt lướt mắt nhìn nhau một cái, đều gật gật đầu. Được rồi, Vậy phải để các nàng ủy khuất ở trong thế giới của Thương cung thần giám một thời gian ngắn nữa, chờ khi đến Viêm Hoàng đại vực rồi ta sẽ gọi các nàng ra." Sở Thanh Mặc nói. Đám người kỳ tiêu vũ gật gật đầu, các nàng biết, cảnh giới bây giờ của Sở Thanh Mặc đã chênh lệch có thể tưởng được với các nàng, nếu các nàng ở cùng bên cạnh Sở Thanh Mặc thì rất có thể ngay cả bóng dáng của Sở Thanh Mặc cũng không thấy được. Điều này làm cho các nàng vừa cảm thấy vui vẻ, lại có chút mất mát, tuy nhiên càng nhiều hơn thì vẫn là vui vẻ thay Sở Thanh Mặc. Năm cô gái sau khi vào lại Thương khung thần dám sở thanh mặc ngưng thần suy diễn một chút hướng về phía của viêm hoàng đại vực bước nửa bước ra thân hình của hắn lập tức biến mất trong vô tận sao trời của bắc đầu đại vực cảnh giới đại thánh lướt qua hư không thậm chí không cần vận chuyển trận bọn họ thậm chí có thể sắp xếp lại vũ trụ hư không làm khoảng cách vốn khá xa trở nên tương đối gần cứ như vậy mười mấy ngày sau thân hình của sở thanh mặc đã xuất hiện ở bên ngoài viêm hoàng đại vực nơi đó vốn phải có một phong ấn vô cùng khủng bố năng lượng của tầng phong ấn đó dày chừng vài tỷ giam nhưng bây giờ xuất hiện trước mặt sở thanh mặc cũng là một vũ trụ nhẹ nhàng mà khoan khoái. Làm sao còn có bóng dáng của phong ấn nữa? Đây, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Vẻ mà sở thanh mặc khiếp sợ nhìn, tiếp đó, hắn đột nhiên cảm ứng được có chuyện xảy ra, sâu trong vũ trụ xa xôi truyền đến từng đợt chấn động chiến đấu. Hai đầu lông mày của sở thanh mặc xuất hiện vẻ băng lãnh. Kiếp trước có thế nào hắn cũng không biết, cũng không thức tỉnh, kiếp sau như thế nào, hắn cũng không thể biết trước. Sở thanh mặc hắn chỉ sống với kiếp này, giống ngay lúc này hắn là con cháu của viêm hoàng đại vực cho dù là ai muốn ở đây diễu võ dương oai đều phải trở thành kẻ địch lớn nhất của hắn cho nên tốt nhất là giải trừ hết ân oán sau khi giải trừ phong ấn của viêm hoàng đại vực sau khi sở thanh mặc nói xong bước một bước về phía truyền tới dao động chiến đấu ngay sau đó hắn đã thấy một cuộc chiến làm người ta nhiệt huyết sôi trào một bộ xương khô rất lớn chừng trăm vạn dặm cả người lóe lên ánh sáng màu vàng mạnh đến mức không thể tin nổi mỗi chiêu đều tàn ra khí thế thánh nhân cùng bố đối thủ trước mặt gã cũng là một thánh nhân mặc chiến y hoa lệ cầm pháp khí thánh cấp trong tay đang chiến đấu kịch liệt với bộ xương khô một nữ tử mặc phục sức vô cùng diễm lệ cổ xưa nhìn qua khoảng 20 tuổi tướng mạo cực đẹp trên người tàn ra khí tức thánh nhân tuyệt đỉnh đang đối chiến với một tu sĩ cảnh giới đại thánh tuy là kém một cảnh giới lớn nhưng cô gái này lại không hề có chút yếu thế nào thủ đoạn công kích của nàng ấy vô cùng linh hoạt sắc bén thái độ cũng vô cùng mạnh mẽ loại mạnh mẽ này của nàng ấy dường như đã dung hợp vào trong máu không ai có thể đánh tan được loại kiêu ngạo này của nàng. Còn có mười mấy tu sĩ trên người tàn ra khí tức trí tôn đỉnh cao cùng với cả đám trí tôn và thánh nhân hỗn tạp đang liều chết chiến đấu với nhau. Trong tinh không cách nơi này rất xa, có một lão nhân mặc áo xanh, trên người tàn ra khí tức của đại thánh đang quyết đấu vô cùng hung ác với một đại thánh mặc chiến y hoàng kim. Nơi này cách vô cùng xa với mấy đại lục của viêm hoàng đại vực, cuộc chiến ở đây không ảnh hưởng đến thiên giới, tiên giới và linh giới, nhân giới bên kia, nhưng sở thanh mặc có thể cảm giác rõ ràng bọn người này xâm nhập là đang liều mạng muốn giết qua bên kia là đám người kia chặn bọn họ nói cách khác chỉ bằng loại dao động chiến đấu này cũng đủ để làm thiên giới tiên giới linh giới và nhân giới yếu ớt kia bị quậy đến tan nát đám người kia muốn hoàn toàn hủy diệt viêm hoàng đại vực sở thanh mặc liếc mắt một cái đã nhận ra giữa đám người kia có rất nhiều người đều mặc phục sức hoàng tộc la thiên hơn nữa bây giờ sở thanh mặc còn có thể rõ ràng phân biệt được phục sức của đám người kia đều đến từ chi thứ của hoàng tộc la thiên Trừ điều đó ra, còn có vài tu sĩ có dấu hiệu mà sở thanh mặc chưa từng thấy, nhưng rất hiển nhiên cũng là đến từ thế lực khác của La Thiên Tiên Vực. Đám người kia, tội đáng chết vạn lần, lửa giận trong lòng sở thanh mặc bốc cháy ngùn ngụt. Những người ngăn cản đám người này xâm nhập, gần như toàn bộ, sở thanh mặc đều biết. Bởi vì nhóm người đó rõ ràng là những người từng là chúa tể mạnh nhất viêm hoàng đại vực, từng tự mình chôn mình trong quy khư, là những người sư phụ cảnh giới trí tôn của sở thanh mặc. Phiêu linh nữ đế, đại khô lâu, bắc minh trí tôn, trí tôn dạy hán phong thủy thần thông dạy hán hoa mai kiếm thuật hoa mai trí tôn còn rất nhiều người năm đó đều là sư phụ của sở thanh mặc đám người đó cảnh giới gần như tăng lên rất nhiều so với năm sở thanh mặc gặp họ phong ấn vớt cục bị giải trừ bọn họ cũng đều ra khỏi quy khư lại lần nữa trở thành người thủ hộ của thế giới này năm đó là bọn họ đến nay vẫn là bọn họ hóc mắt sở thanh mặc hơi ướt hắn thật sự rất cảm động nhìn thấy đám người kia hắn cũng vô cùng vui vẻ hơn nữa khi ánh mắt của hắn rơi xuống lão già áo xanh tàn ra khí tức cảnh giới đại thánh loại cảm giác huyết mạch liên kết khiến sở mặc lập tức biết ông ấy là ai ông cụ của sở thị nhất mạch ông nội của hắn năm đó là cảnh giới bán thánh tự mình chôn ở quy khư không thể tưởng được sau khi giải trừ phong ấn trong thời gian ngắn như vậy mà đã vọt vào cảnh giới hại thánh điều này nói lên cái gì nói lên rằng tu sĩ của viêm hoàng đại vực cho tới bây giờ không hề kém với những đại vực khác nói lên rằng thiên phú của ông cụ ở toàn bộ la thiên vũ trụ cũng là cấp cao nhất Sở thanh mặc trượt hiện thân cũng không ảnh hưởng đến trận chiến kịch liệt nơi này, bởi vì cho tới tận bây giờ còn chưa có ai phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Đối chiến với sở lão gia chính là tu sĩ cảnh giới đại thánh mặc chiến y hoàng kim, vẻ mặt dữ tợn, cười lạnh nói. Thật không nghĩ tới phong ấn các người nhiều năm như vậy, cái con khỉ chết tiệt kia sau khi đánh nát phong ấn rồi các người lại có thể nhanh chóng đột phá như vậy. Nhưng mà không sao, đám người các ngươi ai cũng không thể sống được qua hôm nay, toàn bộ viêm hoàng đại vực cũng sẽ biến mất khỏi la thiên vũ trụ sở lão ra mặc áo xanh lạnh lùng nói, lời nói này năm đó các người đã từng nói một lần rồi, lần đó các người không thành công, lần này các người càng sẽ không thành công. muốn hủy diệt viêm hoàng đại vực trước tiên phải bước qua thi thể của chúng ta đã. lão bất tử thật không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy không ngờ ông còn chưa chết, còn sống ở trên đời này. phong ấn của viêm hoàng đại vực không ngờ đã thành toàn cho đám người các người, thật sự là người ta rất không ngờ được đại thánh mặc chiến y hoàng kim vẻ mặt trào phúng ra tay không chút lưu tình nào khá linh hoạt sắc bén nhưng chiến lược của sở lão cũng khá mạnh mẽ hơn nữa còn hống hách vô song rốt cuộc sở thanh mặc đã hiểu được khí thức hống hách kia của cha mình nguồn gốc từ đâu rồi trên thực tế từ trong xương của hắn cảm giác không phải như thế hay sao đây quả thực là điển hình của huyết mạch rồi sở lão rõ ràng cho thấy vừa mới bước vào cảnh giới đại thánh so với đại thánh mặc chiến y hoàng kim thì còn chênh lệch không hề nhỏ nhưng ông ấy vẫn mạnh mẽ chống đỡ không hề lùi nửa bước trong này phiêu linh nữ đế chiến đấu làm người ta cảm thấy kinh diễm thật sự bà quá hùng mạnh đối mặt với một tu sĩ cảnh giới đại thánh đôi bên không ngờ đánh thành cục diện ngang tay điều này làm cho tên tu sĩ cảnh giới đại thánh mặt không chút ánh sáng muốn dựa vào cảnh giới để cưỡng ép áp chế phiêu linh nữ đế nhưng cuối cùng lại phát hiện khí chàng đại thánh của gã cơ bản không có cách nào để áp chế nữ nhân đáng sợ này lúc này một đại thánh từ đầu đến giờ vẫn chưa ra tay lại đột nhiên phát ra khí tức đại thánh vô cùng mạnh mẽ phóng ra khí chẳng mạnh nhất chàng vực mà khí chàng đó hình thành tấn công thẳng về phía thiên giới của viêm hoàng đại vực đã lạnh lùng nói thế giới này đã không còn cần tồn tại nữa phá hủy là vừa họ cơ kia ngươi là xúc sinh sở lão vô cùng giận dữ muốn xông lên ngăn cản nhưng bị đại thánh mặc chiến y hoàng kim đối diện ngăn lại không nhịn được giống lên một tiếng long trời lở đất tên đại thánh chi thứ hoàng tộc không tham gia chiến đấu kia lạnh lùng nói muốn trách thì trách ngươi có một đứa cháu trai chết tiệt đi tất cả đây đều là hắn mang hại chàng vượt kinh khủng kia giống như nước lũ gào thét về hướng thiên giới mỗi chỗ nó đi qua hư không sụp đổ tất cả các tinh vực cho dù lớn hay nhỏ đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi bị lực lượng này tiêu diệt nhưng khi lực lượng này sắp tới mảnh đất bên cạnh thiên giới thì đột nhiên như đánh lên không gian bị bức tường che kín vậy bị ngăn trở triệt để. ở bên cạnh thiên giới vang lên một tiếng nổ long trời lờ đất đó là sau khi lực lượng chàng vượt của đại thánh bị ngăn trở phát ra tiếng va chạm tên đại thánh ra tay kia lập tức vẻ mặt khiếp sợ mạnh mẽ nhìn về một phía trong hư không phía đó có một bóng người thanh niên mặc đồ màu đen đôi mắt của tên đại thánh chi thứ hoàng tộc của la thiên lập tức trợn trò ánh mắt lộn ra thần sắc không thể tin nổi thất thanh kêu lên sở sở thanh mặc tại sao có thể là ngươi ngươi làm sao có thể làm sao có thể gã nói còn chưa dứt lời đã nhìn thấy thanh niên tóc dài mặc áo đen một thân huyết khí ngút trời nắm lấy thanh hung đao tuyệt thế màu đỏ chém về phía gã không ngươi không thể giết ta ta là hoàng tộc Tên đại thánh chi thứ hoàng tộc kêu lên một tiếng vô cùng sợ hãi, gã hoàn toàn không hiểu nổi sở thanh mặc thế nào mà đã trở thành tu sĩ cảnh giới đại thánh. Hơn nữa là loại cảnh giới đại thánh hoàn toàn có thể nghiền ép được gã. Trong trời đất dường như chỉ còn lại một đao của sở thanh mặc, tia sáng đỏ như máu khiến khắp vũ trụ đều ảm đạm thất sắc. Mọi người đang chiến đấu đều không nhịn được mà dừng tay lại, vẻ mặt họ dại ra nhìn tên chi thứ hoàng tộc mạnh nhất la thiên bị một tia sáng vô cùng đẹp mắt màu máu đỏ chém thẳng thành hai nửa. thân thể, thần hồn, tinh thần nháy mắt bị tia sáng này hủy diệt. tên cao thủ cảnh giới đại thánh chi thứ hoàng tộc này bị một đao của sở thanh mặc chém giết. tiếp đó ánh mắt của sở thanh mặc nhìn về phía tên chi thứ hoàng tộc cảnh giới đại thánh mặc chiến y hoàng kim đang đối chiến với ông nội hắn. các người được lắm, thật sự rất được. một đám tu sĩ cảnh giới cao thâm đến mức này lại phản bội hoàng tộc, không tiếc vượt qua vô tận ngân hà đi tới nơi này chỉ vì diệt tinh vực của ta, diệt người thân của ta. lúc này sở thanh mặc đưa năm cô gái từ trong thế giới của thương cung thần dám ra ngoài năm cô gái vừa mới ra tới nơi còn hơi mờ mịt nhưng ngay sau đó các nàng đã đại khái hiểu được có chuyện gì xảy ra nhất là trong nháy mắt tử yên nhìn thấy phương linh nữ đế nước mắt của nàng ấy đã ướt nhòa tiếng nói đau buồn sư phụ vẻ mặt của sở thanh và thủy y y cũng dại ra nhìn phương linh nữ đế tất cả đồng thanh gọi cô hồng nguyệt nhìn phiêu linh nữ đế sau đó lại nhìn sở lão áo xanh khí phách vô song vành mắt nàng ấy trong nháy mắt đã ướt không nhịn được nói rốt cục đã trở lại rốt cục đã trở lại kỳ tiêu vũ tuy rằng không biết đám người kia nhưng nàng rất nhanh đã biết rõ thân phận của họ trong lòng không khỏi tràn đầy sự chấn động không thể tưởng được những trí tôn nam đó lại đều còn sống bọn họ tự chôn mình ở quy khư đã phải chịu một kỳ nguyên tịch liêu rốt cục đã chờ đến hôm nay trên khuôn mặt như ngọn núi băng ngàn năm của phiêu linh nữ đế mạnh phương hoa nở nụ cười thản nhiên giống như băng tiêu tuyết tan trăm hoa đô nở nụ cười này vô cùng đẹp Tên đại thánh mặc chiến y hoàng kim trơ mắt nhìn bên người sở thanh mặc lại có thêm năm cô gái như hoa như ngọc, mỗi người đều dưỡng tuyệt kinh thành. Nhưng giờ phút này gã lại không có chút tâm tư nào để thưởng thức sắc đẹp, bởi vì trong lòng gã đã sớm bị sự sợ hãi khôn cùng chiếm giữ. Lúc này, đám chí tôn đến từ La Thiên Tiên vực ở bên kia trước tiên đã không chịu nổi bầu không khí khủng bố này nên đều bay về phía viêm hoàng đại vực. Âm, um, âm, um, âm, um. mấy trí tôn bậc cao bay nhanh nhất dưới tình huống không kịp phản ứng gì cơ thể đã nổ vỡ, trong phút chốc đã hoàn toàn ngã xuống. Trong hư không nháy mắt tràn ngập tinh khí, sau đó những tinh khí đó nhanh chóng dung nhập vào trong hư không. Viêm Hoàng Đại Vực bị phong ấn nhiều năm đang thiếu loại sinh dưỡng này, đối mặt với nhiều tinh khí như vậy, quy luật thiên đà o đương nhiên sẽ không hề khách khí mà lấy hết đi. Những tu sĩ cảnh giới trí tôn còn lại đều sợ tới mức đứng im một chỗ không dám cử động trước nào. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản cái chết của bọn họ. Đám người đó từng người từng người bị nổ nát cơ thể, chết không thể sống lại đạo hạnh và tinh khí của bọn họ đều nhanh chóng dung nhập vào trong hư không này từ đầu đến cuối sở thanh mặc không hề nhúc nhích ngoại trừ hai đại thánh gia ngay cả tu sĩ thánh cảnh cũng hoàn toàn không biết đến tục cùng là sở thanh mặc làm thế nào mà ra tay tuy là bọn họ đều đoán được nhất định là do sở thanh mặc ra tay nhưng không làm cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn những tu sĩ trí tôn chạy tới cùng bọn họ đó cả đám kêu lên thảm thiết cơ thể nứt vỡ chết oan chết ổn trên mặt của sở thanh mặc không có một chút xíu tình cảm nào bên viêm hoàng đại vực, đám người đi ra từ quy khư nhìn sở thanh mặc đều sợ ngây người bọn họ cũng cảm thấy vô cùng không ngờ thiếu niên mấy thập niên trước xuất hiện trong quy khư bây giờ đã trưởng thành như thế này rồi hơn nữa đánh giết đám hoàng tộc la thiên thật không chút nâng tay năm đó rất nhiều người ngay từ đầu cũng không muốn phản ứng gì với sở thanh mặc chính là bởi vì trong cơ thể hắn chảy xuôi huyết thống hoàng tộc la thiên bây giờ cũng là thiếu niên ngày xưa vẻ mặt mạnh mẽ ác nghiệt mạnh mẽ chấn áp người mang huyết mạch hoàng tộc la thiên xâm nhập một khắc sở lão nhìn thấy sở thanh mặc thì ánh mắt của lão chưa hề rời khỏi khuôn mặt của sở thanh mặc trong ánh mắt vốn khí phách vô song còn lại tràn đầy sự tự ái đây là cháu của ông ấy là cả hy vọng tương lai của sở thị nhất mạch tiểu tử ngoan vậy mới tốt chứ sở lão nhìn đám trí tôn gần như sắp chết hết không nhịn được khen ngợi sở thanh mặc một câu đối diện sở lão tên đại thánh chi thứ hoàng tộc mặc chiến y hoàng kim lúc này gần như muốn chết đi gã ta cả giận nói sở thanh mặc những người đó đều chảy xuôi huyết mạch giống người huyết mạch loạn đến mức gần như không có ấy hả sở thanh mặc lạnh lùng trả lời một câu thút cục ngẩng đầu nhìn tên nam tử mặc chiến y hoàng kim đám xuất sinh không có nhân tính các người làm sao lại từng coi ta là người thân chứ cho tới nay mục đích của các người không phải đều muốn giết ta để đổi lấy ích lợi lớn nhất hay sao như thế nào bây giờ sợ rồi à câu nói sau cùng của sở thanh mặc tràn đầy sự trào phúng sắc mặt tên đại thánh mặc chiến y hoàng kim đỏ lên Sở thanh mặc, ngươi không nên quá phận, ép nhau quá, chúng ta cũng có thể hủy diệt viêm hoàng đại vụt này. Ngươi thử xem. Sở thanh mặc nói xong thì ra tay hung hăng tung một quyền, đánh về phía tên đại thánh mặc chiến y hoàng kim. Quả đấm của hắn lập tức xuất hiện trước mặt tên đại thánh, ngay sau đó, khác trên mặt của tên đại thánh này. Âm, uhm, một tiếng dương vỡ vụn vang lên làm gần như tất cả mọi người có cảm giác đau thay gã ta. Thời gian trong nháy mắt sở thanh mặc ra tay dường như ngưng động lại, cả không gian đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh. đó là một loại đạo hạnh cực cao thâm liên quan đến lực lượng không gian và thời gian. thủ đoạn này bất kỳ một đại thánh nào đều có, nhưng sở thanh mặc lại có thể trấn áp toàn bộ. tên đại thánh mặc chiến y hoàng kim chiến ý toàn thân hoàn toàn không ngăn cả được loại công kích này của sở thanh mặc. khuôn mặt của gã trong nháy mắt đã bị đập nát. tiếp đó sở thanh mặc thuận tay ra một đao đã chém đầu của gã ta xuống. máu của đại thánh từ xác của gã dâng lên hút trời phun ra như suối nhằm về phía hư không máu đại thánh, một giọt là có thể hủy diệt toàn bộ thiên giới. Nhưng ngay lúc này, lực lượng máu tràn đầy sự hủy diệt lại có vẻ bất lực như vậy. Một tên đại thánh chỉ thứ hoàng tộc không biết đã tu luyện bao nhiêu năm tháng cứ như vậy mà chết dưới đao của sở thanh mặc. Nơi này còn lại một tên đại thánh, vốn chính là người đối chiến với phiêu linh nữ đế. Gã thực sự không phải là người của hoàng tộc La Thiên mà đến từ một thế lực mà sở thanh mặc hoàn toàn không biết. Gã nhìn sở thanh mặc, trong mắt cũng tràn đầy sự sợ hãi nhưng lại mang theo vài phần ngạo nghễ, lạnh lùng nói. Sở thanh mặc, chuyện này, muốn trách ngươi phải đi trách những đồng tộc của ngươi mới đúng. Chúng ta chỉ lấy tiền tài của người giúp người trừ họa mà thôi. Mặt khác, lão tổ tộc của ta là hồng hoang lão tổ. Ngươi hẳn đã từng nghe nói, đó là một cự đầu cấp bậc cao thủ vô thượng. Cút! Không đợi tên đại thánh này nói xong đã phải chịu một câu tức giận mắng của sở thanh mặc, còn có một ánh đao. Một tia sáng thê lương lạnh lùng diễm lệ lại đỏ như máu. Giang giác! Tên tu sĩ cảnh giới đại thánh này là hậu nhân của hồng hoang lão tổ, là cao thủ vô thượng của La Thiên Tiên vực cứ như vậy bị một đao của Giật Thanh Mặc chặt đứt. Những tu sĩ cảnh giới thánh nhân của La Thiên Tiên vực ở đây cả đám đều bị sợ đến chóng váng. Cầm như thế, đây quả thực là một sát thần. Ai cũng không cho chút mặt mũi nào. Ngay cả hậu nhân hồng hoang lão tổ, một trong những cự đầu của La Thiên vũ trụ, không ngờ nói giết liền giết. Phần can đảm này khiến những tu sĩ thánh cảnh đều bị chấn động đến mức quên cả sợ hãi. Trái lại bên viêm hoàng đại vực, mọi người gần như đều bị sự mạnh mẽ cứng rắn của sở thanh mặc làm phấn chấn đến mức nhiệt huyết sôi trào ngay cả sở lão mặc quần áo xanh càng người đầy khí phách ánh mắt nhìn về phía sở thanh mặc cũng trở nên càng nóng càng sáng trước đó là sự tự ái và vui mừng khi bề trên nhìn thấy vãn bối bây giờ lại là một sự hâm mộ và sùng bái khi nhìn thấy tu sĩ cấp cao nhất mặc dù người này là cháu trai ruột của ông ấy nhưng điều đó cũng không gây trở ngại cho sự thưởng thức đối với sở thanh mặc ánh mắt của những người khác khi nhìn về phía sở thanh mặc cũng đều tràn đầy vẻ sùng bái Kỳ tiêu vũ lại không hề che giấu tình yêu trong ánh mắt, đứng ở đó vỗ tay. Giết thật tốt, giết thật hay, giết cho những tên khốn nạn kêu oa oa. Mọi người của viêm hoàng đại vực cho dù là trên mặt của sở lão hay phiêu linh nữ đế mạnh phương hoa cũng có chút vẻ cổ quái. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mỹ nữ tuyệt sắc cảnh giới thánh nhân này, sau đó nhìn ánh mắt mà kỳ tiêu vũ nhìn sở thanh mặc, bọn họ dường như hiểu ra gì đó. Lúc này, ánh mắt của sở thanh mặc nhìn về phía đám thánh cảnh xâm nhập một tên tu sĩ chi thứ hoàng tộc hai chân mềm nhũn quỳ xuống trong hư không cuống quýt dập đầu cầu khẩn nói sở công tử nể tình mọi người có cùng nguồn gốc có thể tha cho cái mạng quen của chúng ta được không chúng ta nguyện trở thành nô bộc của ngài nguyện vì ngài mà làm tất cả chúng ta nguyện cống hiến linh hồn của chúng ta đừng giết chúng ta đừng giết chúng ta hư đồ ra rời sợ chết bố đây xấu hổ khi là bạn với ngươi một tên tu sĩ thánh cảnh hung hăng phun một ngụm nước miếng xuống tên trì thứ hoàng tộc đang quỳ dưới đất tên tu sĩ thánh cảnh dùng nước miếng phun người lực lượng và độ tinh chuẩn đều không tưởng được cho dù là thiên giới cũng không chịu được một ngụm nước miếng này của gã ta có thể sẽ bị đánh xuyên qua tạo thành thương tổn vô cùng khủng bố nhưng một ngụm nước miếng này đột nhiên dừng lại giữa không trung sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về người phun ra nước miếng lại lấy cách vô cùng chuẩn xác để bay trở về miệng của người này tất cả đây phát sinh quá nhanh quá đột ngột chỉ trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ cảnh giới trí tôn của viêm hoàng đại vực cơ bản không thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng mấy người sở lão và mạnh phương hoa cùng với hùng nguyệt, kỳ tiêu vũ đều vẻ mặt cổ quái, dường như muốn cười nhưng lại hơi ghê tờm. Nhưng chuyện càng kinh khủng hơn còn ở phía sau. Một ngụm nước miếng đó sau khi trở lại miệng của chủ nhân thì không phải thực sự chấm dứt mà là vừa mới bắt đầu. Bởi vì nó từ khoang miệng của tên thánh nhân này xuyên thấu qua hình thành một lỗ thủng rất lớn. Tên tu sĩ thánh cảnh đó chết thảm tại chỗ chết dưới một ngụ nước miếng của mình, loại chết đó quả thực là độc nhất vô nhị từ muôn đời tới nay. Tên chi thứ hoàng tộc quỳ ở đó tức thì bị thần thông này của sở thanh mặc làm cho chấn động đến hồn bay phách lạc, không ngừng cầu xin tha chết. Lúc này, đám tu sĩ thánh cảnh này lại có mấy người không cam lòng trở thành nô bộc, không muốn làm lại người nhu nhược mà muốn làm người mạnh mẽ cứng rắn, đều đứng ra nhục mạ sở thanh mặc bốn phía. Tiểu xúc sinh, người có thể đắc ý nhất thời nhưng không thể cả đời đắc ý được, không lâu nữa sẽ có một cự đầu chân chính ra tay với ngươi. Hồng hoang lão tổ là cự đầu của tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Toàn bộ la thiên vũ trụ tổng cộng không quá người cự đầu, ít nhất có hơn một nửa muốn giết ngươi, ngươi cơ bản không sống được lâu nữa đâu. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh chết đại thánh chúng ta sẽ sợ ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không giống cái loại nhu nhược kia, quỳ trên mặt đất như chó vẫy đuôi mừng chủ đám người tức giận đứng ra mắng sở thanh mặc gần như tất cả đều thuộc gia tộc của hồng hoang lão tổ chỉ có một hai người thuộc chi thứ của hoàng tộc đứng ra thể hiện lập trường mạnh mẽ quyết liệt của mình con cháu dòng chính hoàng tộc sống muộn gì cũng diệt vong đó là đại thế không thể ngăn cản được cơ trường thuận ngươi đứng lên cho ta nhận lấy cái chết giống như một tên đàn ông cái chết hôm nay của chúng ta sẽ nhanh chóng có người báo thù cho chúng ta ngươi là con cháu chính tông của hoàng tộc cơ thị chúng ta đứng lên cho ta sở thanh mặc tên xúc sinh nhà ngươi giết đồng tàu có quan hệ huyết thống người sẽ không được chết tử tế lúc này đám người sở lão rút cục đã hiểu ra điều gì bọn họ vẫn cho là đám muốn đối phó họ muốn chu sát sở thanh mặc chủ mưu là hoàng tộc la thiên cho nên trong lòng không hề có chút hào cảm nào với toàn bộ hoàng tộc la thiên nhưng bây giờ mới biết chuyện này không giống như họ nghĩ cái gì mà con cháu dòng chính sớm muộn gì cũng diệt vong chẳng lẽ đám đến từ hoàng tộc la thiên tiên vực này cũng không phải là con cháu dòng chính mà là chi thứ của hoàng tộc đại khô lâu đứng trên hư không thân hình của gã thu nhỏ cao khoảng hơn một trượng, toàn thân giống như đúc tử hoàng kim mà thành, nhìn qua vô cùng uy vũ, trong hốc mắt trống rỗng rõ ràng không có mắt nhưng lại làm cho người ta có cảm giác gã đang nhìn chăm chú vào mình. Đại khô lâu đang nhìn sở thanh mặc, ánh mắt của nó vô cùng dịu dàng, giống như đang nhìn hậu bối vậy, đối mặt với đám người kia đang tức giận mắng, trên mặt sở thanh mặc không có chút vẻ mà dư thừa nào. Nhìn qua như là đám người kia mắng không phải là hắn mà là mắng người khác vậy. Mắng đủ chưa? sở thanh mặc thản nhiên mở miệng tràng vực đại thánh trong nháy mắt đã bao phủ nơi này đây là lần đầu tiên sở thanh mặc phóng ra tràng vực đại thánh lập tức toàn bộ tiếng mắng biến mất không còn thấy tăng hơi mọi người đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn sở thanh mặc bọn họ đã biết sở thanh mặc mạnh đến mức bọn họ không thể tưởng tượng nổi đánh chết đại thánh cũng dễ dàng nhưng trong nháy mắt sở thanh mặc hoàn toàn khai hỏa toàn bộ tràng vực bọn họ vẫn cảm nhận được khí tức vô cùng hùng mạnh những hậu nhân của hồng hoang lão tổ thậm chí cảm thấy được chàng vực trên người sở thanh mà có cảm giác có thể đối mặt với lão tổ bọn họ. Điếu, điều này làm sao có thể, ngươi, trước đó ngươi rõ ràng không mạnh như vậy, điều đó không thể nào. Một đã chỉ thứ hoàng tộc mới rồi còn vô cùng mạnh mẽ cứng rắn vẻ mặt hồn bay phách lạc. Sở thanh mặc nói. Mắng đủ rồi thì lên đường đi thôi. Nói xong, hắn giờ thí thiên trong tay lên, chỉ về phía đám người kia bao gồm cả tên chi thứ hoàng tộc quỳ ở đó dập đầu như chó vẫy đuổi mừng chủ, tất cả đều nằm trong phạm vi hắn chỉ. Liều mạng với ngươi Một tên tu sĩ thánh cảnh giống lên một tiếng vô cùng bi phẫn, nhằm thẳng về phía sợ thanh mặc, đây là biết rõ hẳn phải chết nên tuyệt vọng sung phong liều chết. Tiếp đó, càng có nhiều tu sĩ thánh cảnh xông về phía sở thanh mặc, đủ loại pháp khí hướng về phía sở thanh mặc. Trong đó có hai tu sĩ thánh cảnh không ngờ lại xông về phía tu sĩ trí tôn của viêm hoàng đại vực hiển nhiên là muốn trước khi chết kéo thêm mấy cái đệm lưng. đáng tiếc là mục đích của chúng cuối cùng cũng phải thất bại thôi. dù sao đứng ở đó là giờ lão đại thánh cũng không phải là một vật trang trí. chiến đấu lại bùng lên. đây là một cuộc chiến hoàn toàn không cùng đẳng cấp. toàn bộ quá trình không có gì hay để nói cả. hoàn toàn là một mình sở thanh mặc giết cả đám người. mũi đao thí thiên không ngừng lái ra tên sáng lạnh như băng. mỗi khi tia sáng sáng lên một lần thì có một người ngã xuống. hư không vũ trụ đến cuối cùng tràn ngập khí tức vô cùng tuyệt vọng nhưng hoàn toàn bị một chàng vực khác hống hách đến tột tỉnh bao phủ những tu sĩ ở thiên giới phía xa thậm chí còn không thể cảm ứng được bất cứ khí tức dị thường nào khi bọn họ hoàn toàn không biết rõ tình hình thì trận chiến này đã kết thúc một đám tu sĩ cấp cao nhất đến từ la thiên tiên vực toàn bộ ngã xuống ở nơi này của viêm hoàng đại vực không có một ai có thể trốn thoát nhưng khi sở thanh mặc đánh chết người cuối cùng là hậu nhân của hồ lão tổ đã gần tới cảnh giới đại thánh tên tu sĩ thánh cảnh đỉnh này rít lên một tiếng vô cùng bi phẫn Sở Thanh Mặc, ta là con cháu dòng chính của Hồng Hoang gia tộc. Ngươi dám giết ta, lão tổ tất sẽ bầm thay ngươi thành vạn đoạn. ầm! Uhm, Sở Thanh Mặc một cước đá vào đầu tên này, làm đầu của gã ta nổ nát bét. Trong nháy mắt người ở đây ngã xuống, một bóng dáng tản ra khí tức vô cùng tăng thương cổ xưa trong nháy mắt đã xuất hiện ở đó. Đôi mắt mạnh mẽ phát ra âm thanh của đại đạo trời long đất nở. Người nào dám giết hậu nhân của bản tôn? Nói xong, một cái tát chụp về phía Sở Thanh Mặc. Tiểu Súc Sinh chết đi thanh âm này gần như thấu cả tràng vực của sở thanh mặc muốn toàn bộ thế giới chấn động đến mức sụp đổ thương cung thần dám trên người sở thanh mặc phát ra quầng sáng phong ấn thanh âm này lại nhưng một tiếng nói này vẫn chấn động một chút tới thiên giới hương xa kinh động đến mức vô số người bay từ thiên giới ra ngoài bay về phía này trong thân thể của sở thanh mặc bảy viên tinh thần nhẹ chấn động sau đó trên người hắn phát ra một lực lượng cường đại không thể tưởng được Mặt trên thí thiên đang cầm trong tay trong nháy mắt sáng lên một tia hồng quang chói mát đến mức không thể nhìn thẳng, chém về phía ảo ảnh kia. Phụt, ảo ảnh bị chặt đứt ngang, nhưng nhanh chóng hợp lại một chỗ, chỉ có điều trong ánh mắt kia có vẻ vô cùng kinh ngạc. Thí thiên, là cây đao kia, ngươi là người kia, ta đã tìm lâu rồi, đến đây để bản tôn giết đi. Ảo ảnh này sau khi nói xong câu đó thì khí thế ngay lập tức nhảy tới cực hạn, tiếp đó ở một cái, nổ tung. Trong thân thể sở thanh mặc, Giữa một đạo đài lớn nhất, ngàn thần văn tự trong nháy mắt này bay ra ngoài hơn 300 chữ tạo thành một phòng ngự thần văn, làm lực lượng tin người sau khi ảo ảnh kia nổ tung tàn ra bao vây lại, chỉ có một tia lực lượng truyền được ra, mặc dù không làm Sở Thanh Mạc bị thương nhưng đã làm bầu trời nơi này xuất hiện một vết thương không thể chữa trị. Phía trên trời cao có một vết màu trắng bạc, nhìn qua giống như một vết nứt trong không trung vậy. Vết sách này dài chừng 10 tỷ dặm. Sắc mặt của Sở Thanh Mạc ít nhiều có chút khó coi, trong mắt tràn đầy chấn động. Tuy là thành công đánh chết ý niệm này nhưng không có bất kỳ cảm xúc vui sướng nào, thầm nghĩ, đây, chính là lực lượng cự đầu vô thượng sao. Thật lâu sau, khi tất cả đã bình tĩnh lại, gần như mọi người ánh mắt nhìn về phía sở thanh mặc đều tràn đầy kinh hãi và không thể tin nổi. Lúc này sở thanh mặc lại nửa nụ cười ngại ngùng, thi lễ với đám người bao gồm cả những tu sĩ cảnh giới trí tôn đỉnh. Đệ tử sở thanh mặc bái kiến chư vị sư phụ. Tiếp đó, sở thanh mặc nhìn về phía sở lão, hắn muốn cười, nhưng đôi mắt lại đỏ, bù một tiếng, ngã quỵ xuống đất. Con, sở thanh mặc, bái kiến ông nội. Những tu sĩ trí tôn đỉnh cao trở về từ quy khư trong ánh mắt nhìn về phía sở thanh mặc tràn đầy ánh sáng dịu dàng. Sáu bảy mươi năm, đối với người bình thường trong thế tục đã là cuộc sống của một đời người, ít nhất có thể trải qua ba bốn thế hệ, xem như một đoạn thời gian đủ dài. Nhưng đối với những tu sĩ cảnh giới trí tôn này, chút thời gian đó chỉ là một lần bế quan mà thôi. Nhưng bọn họ lại chứng kiến sở thanh mặc, thiếu niên năm đó, một đoạn lịch sử trưởng thành có thể nói là kỳ tích năm đó lúc vào quy khư sở thanh mặc thậm chí tu sĩ cũng chưa tính ngay ở bên trong đám cao thủ ở thế tục hắn cũng không phải hùng mạnh nhất nhưng mà chỉ cần vài thập niên sau hắn lại trưởng thành thành một cao thủ gần như khiến tất cả tu sĩ trên đời này phải ngước nhìn cấp cao cảnh giới đại thánh thật sự có thể đứng trên mà quan sát chúng sinh rồi nhưng ở trong mắt sở thanh mặc những người trước mắt này tất cả đều là trưởng bối của hắn đều là sư phụ đã dạy hắn bản lĩnh lớn nhất là đại khô lâu lại càng không phải nói thêm gì gần như là một người thầy thân sinh ra hắn sở lão nhìn sở thanh mặc lão nhân đã sống những năm tháng vô tận giờ phút này cũng không ngoài dự liệu mà đỏ mắt khi đối mặt với đối thủ rất mạnh cũng không hề run tay mà hạ thủ lúc này lại hơi hơi run rẩy ông ấy tự tay dìu sở thanh mặc đứng lên nói còn vậy mới tốt chứ lúc này sở thanh ở một bên cũng ngã quỵ xuống đất cháu gái sở thanh bái kiến ông nội tốt 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 sở lão thấy cháu gái trên mặt là vẻ tươi cười tự tay dìu sở thanh đứng lên Tiếp đó, mấy cô gái Kỳ Tiêu Vũ, Thủy Y Y và Hồng Nguyệt, Tử Yên cũng đều tới chào. Ánh mắt của sở lão sau lúc lâu dừng trên người Kỳ Tiêu Vũ lại nhìn Thủy Y Y một chút, tới cảnh giới này rồi, cơ chí như ông ấy đối mặt với chuyện như vậy cũng có cảm giác không biết làm sao. Nhưng mà cũng may Thủy Y Y rất thông minh, sau khi chào hỏi xong thì thân thiết kéo tay của Kỳ Tiêu Vũ. Ánh mắt của sở lão hơi lóe lên, lập tức tươi cười không nói thêm gì nữa, đứa nhỏ đã trưởng thành, có một số việc để bọn nó tự quyết định là tốt hơn. Tử Yên và Hồng Nguyệt nhìn thấy những người này cũng không thể không kích động, nhất là nhìn thấy phương linh nữ đế càng làm cho hai nữ tử cao quý nhưng lạnh lùng này không nhịn được mà rơi nước mắt. Đám người kia cho dù là ai cũng đã từng là nhân vật huyền thoại một thời, sở lão gia là nhân vật cấp cao nhất trong đó. Nhưng ngay cả thân là nhân vật huyền thoại, đã nhiều năm trôi qua một lần nữa tụ đến nơi đây, nhìn viêm hoàng đại vực phát sinh biến hóa như thế này, những người đó cũng đều vô cùng xúc động. Phong ấn đã tạo thành gông cùng xiềng xích vô số năm cho viêm hoàng đại vực rốt cục đã bị đánh vỡ, viêm hoàng đại vực rốt cục cũng khôi phục lại bình thường. Tu sĩ ở đây rốt cục cũng có thể giống những tu sĩ ở những nơi khác, có bao nhiêu tài hòa sẽ có cơ hội vào tới cảnh giới rất cao, sẽ không giống với bọn họ bị mạnh mẽ áp chế ở đó, không được tự do. Bây giờ càng khiến họ cảm thấy cực độ vui mừng chính là viêm hoàng đại vực cũng bắt đầu xuất hiện cao thủ tuyệt thế. Vốn là chỉ có mình sở lão sau một kỳ nguyên quang lâm lại đây, dưới tình huống viêm hoàng đại vực bị phong ấn, nghịch thiên tới được cảnh giới đại thánh, bây giờ lại thêm một cháu trai ruột của sở lão là sở thanh mặc. Như thế, lo gì viêm hoàng không thịnh thế chứ lúc này sâu trong vô tận sao trời phương xa có rất nhiều thân ảnh xuất hiện mọi người của phiêu diêu cung thiên giới có hơn nửa đã tới đây rượu nhất nương cầm đầu đám người lướt mắt một cái đã nhìn thấy mấy người giờ thanh mặc kỳ tiêu vũ thủy y y những người đó đều đứng yên tại chỗ cách sao trời vô tận những người chạy tới từ thiên giới quả thực không thể tin được cảnh tượng mình thấy là thật bọn họ đều đứng trong tinh không ngơ ngác nhìn nhau phản ứng đầu tiên không ngờ là phương lan đã đạt tới cảnh giới chuẩn trí tôn giống như một mũi tên nhọn bay như điện về phía sở thanh mặc trong chớp mắt đã bay đến trước mặt sở thanh mặc quỵ xuống đất lệ rơi đầy mặt dập đầu với sở thanh mặc sư tôn đã về đồ nhi không ra gì phương lan bái kiến sư phụ sở thanh mặc thi triển một lực lượng dịu dàng nâng phương lan dậy tiếp đó phương lan lập tức bổ nhào vào ngực sở thanh mặc vui đến phát khóc nói sư phụ đồ nhi nhớ ngài muốn chết còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngài nữa sở thanh mặc nhẹ nhẹ vỗ lương phương lan sau đó cười nhìn về phía đám người ở phía xa. Lúc này, những người đó đều kịp phản ứng, mang trên mặt sự sợ hãi lẫn vô tận vui mừng, xông về phía này. Mọi người gặp lại tất cả đều vô cùng vui sướng, nhất là sự xuất hiện của sở thanh mặc. Đối với đám người của phiêu diêu cung quả thực là làm họ vui đến không biết phải nói gì cho phải. Lại là một thời gian dài hàn huyên và hỏi han nhau. Những trí tôn trở về từ quy khư thấy đám người của phiêu diêu cung cũng đều có vẻ rất thân mật. Cho dù là trí tôn từng đến từ ma tộc kia cũng không hề biểu hiện chút địch ý nào. Từ một kỷ nguyên trước, gã đã trở thành thuộc hạ của sở lão rồi sở thanh mặc cùng sở thanh và kỳ tiêu vũ thủy y y đứng ở bên người ông nội sở lão nhìn cảnh tượng hòa thuận vui vẻ này sở lão gật gật đầu trầm giọng nói các người làm rất tốt chính vì có những người như các ngươi viêm hoàng đại vực mới có hy vọng có tương lai sở thanh mặc nói thế hệ của ông nội là mục tiêu và động lực của chúng cháu sở lão cười cười nhìn thoáng qua sở thanh mặc trong ánh mắt lộ vẻ yêu quý tiếp đó sở thanh mặc mời nói ông nội và các sư phụ đã trở về rồi thì trước tiên đến phiêu diêu cung đã cháu nghĩ phiêu diêu cung nhiều đệ tử như vậy đối với các sư phụ nhất định là vô cùng chờ đợi bắc minh trí tôn năm đó bị đại khô lâu trộm quan tài trường mắt nhìn sở thanh mặc cười mắng về điểm tâm tư nhỏ của tiểu tử cậu ai mà không nhìn ra chứ đây là muốn chúng ta làm lao động miễn phí chứ gì nói xong cũng không đợi sở thanh mặc nói chuyện bắc minh trí tôn lại nói thêm nhưng mà cu chúng ta cũng đều nguyện ý làm sở thanh mặc lập tức mừng rỡ Diệu Nhất Nương, Hoàng Họa, Phương Lan, Bình Bình, Thẩm Tinh Tuyết, Hoa Tiểu Nha, Tần Thi, Đồng Ngữ, Lục Thiên Kỳ, Lục Thiên Duyệt. Thập đại tổ sư của phiêu diêu cung hiện giờ là thập đại lãnh tụ tinh thần. Nghe nói những đại nhân vật trở về từ quy khương muốn đến phiêu diêu cung thì sự kích động trong lòng đã không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao trên mặt cả đám đều tươi cười rạng rỡ. Lúc này, sở thanh mặc bỗng nhiên nhìn thoáng qua sở lão, hạ giọng nói. Ông nội, thế giới này của chúng ta đã bị phá thành nhiều mảnh nhỏ rất nhiều năm rồi sở lão thở dài không sai hừ ông ấy theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía sở thanh mặc nhóc con cháu ông nội cảm thấy có thể chứ sở thanh mặc hỏi có thể đương nhiên có thể chẳng lẽ cháu cháu đã có được năng lực đó rồi sở lão vẻ mặt khép sợ nhìn sở thanh mặc trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin tuy là ông ấy đã bước vào cảnh giới đại thánh nhưng cũng không có được thần thông cái thế đó. Điều này tuyệt đối không chỉ đơn giản là ghép lại những khối đại lục bị phá nát lại một chỗ, trong đó liên quan đến những loại quy luật thiên đạo nhiều không hề giết, hơi không cẩn thận một chút sẽ khiến một vài đại lục bậc thấp vạn kiếp bất phục. Như vậy sinh linh bị tiêu diệt sạch sẽ là một con số mà bất cứ kẻ nào đều không thể tiếp nhận được. Trước khi quay về đây cháu đã khôi phục lại bắt đầu đại vực mới bị đánh chìm. Sở thanh mặc nhẹ giọng nói, khóe miệng sở lão không nhịn được mà khẽ nhăn một cái nhìn sở thanh mặc sửng sốt hồi lâu sau đó mới thở ra một hơi khí lạnh cười mắng cháu nhóc con này có bản lĩnh này mà còn thương lượng gì với ta nữa chứ ta làm sao lại ngăn cản chuyện này chứ về phần mấy người còn lại còn có rất nhiều người cơ bản không hiểu được sở thanh mặc và sở lão bí hiểm cái gì chỉ nghe được một câu bịp há thành mảnh nhỏ rất nhiều năm cơ bản không dám nghĩ tới tổ chức lại đại lục thậm chí không ít chí tôn cũng không dám suy nghĩ theo hướng này cho đến khi sở thanh mặc nói ra câu nói cuối cùng là khôi phục lại bắt đầu đại lục mới bị đánh chìm lại như cũ nói ra miệng đa số tu sĩ cảnh giới trí tôn lập tức nghe rõ bọn họ tuy rằng không thể tin nhưng trong mắt lại đều bán ra tia sáng vô cùng rạng rỡ không nháy mắt nhìn sở thanh mặc ánh mắt đó giống như đang nhìn một yêu nghiệt phiêu linh nữ đế nhìn sở thanh mặc hạ giọng nói cậu thực sự có thể làm được chuyện đó sao sư phụ phiêu linh đệ tử không dám kiêu ngạo ngông cuồng đệ tử có thể làm được vẻ mà sở thanh mặc cung kính nói đối với nữ tử hoa thơm tuyệt đại này sở thanh mặc tôn trọng từ tận đáy lòng bà ấy là sau khi viêm hoàng đại vực bị phong ấn một mình một trí tôn thủ hộ thế giới này cả hơn nửa kỳ nguyên có bà ấy ở đó ma tộc mới không dám làm càn có bà ấy ở đó những người giáp tâm hại người mới không dám xuất hiện người phụ nữ này có thể nói là nữ nhân hùng mạnh nhất thế hệ này của viêm hoàng đại vực cũng là một người đáng để tôn trọng nhất nếu cậu thật sự có thể làm được ta sẽ tới phiêu diêu cung ở lại 300 năm. Chu linh nữ đế cười nói. Ta cũng đi. Bắc Minh Chí Tôn nói. Còn có ta. Mai Hoa Chí Tôn lên tiếng đáp. Chúng ta cùng đi. Còn lại mấy Chí Tôn ở bên kia tất cả đều rất khoát đồng thanh tỏ thái độ. Tổ chức lại đại lục viêm hoàng đại vực vô ngần. Ai mà không muốn chứ? Nhưng đại lục đã bị phá thành nhiều mảng nhỏ này thật sự có thể tổ chức lại thành một khối hay sao? Đừng nói những trí tôn như họ, cho dù là sở lão trong lòng đều có ít nhiều mong chờ sở thanh mặc không nói thêm gì vô nghĩa nữa mà trực tiếp ra tay một tràng vực đại thánh lập tức phát ra tràng vực này giống như một bức màn ánh sáng khuếch tán từ trong viêm hoàng đại vực ra ngoài tốc độ khuếch tán nhanh đến mức không thể tin nổi so với tia sáng bình thường nhanh hơn rất nhiều lần trên mặt sở lão lộ vẻ chấn động chiêu thức của sở thanh mặc đã không phải là loại mà ông ta có thể làm được tràng vực đại thánh khuếch tán đến toàn bộ đại vực điều này không khó nhưng muốn nhanh giống như sở thanh mặc thì hoàn toàn không thể chàng vực của sở thanh mặc đi qua chỗ nào là chỗ đó vượt qua tất cả quy luật tới thiên giới trong nháy mắt thay đổi quy luật thiên đạo của thiên giới tới tiên giới thay đổi quy luật thiên đạo của tiên giới tới linh giới thay đổi quy luật thiên đạo của linh giới cuối cùng đã tới nhân giới quy luật thiên đạo của nhân giới đã dưới tình huống vạn vật chúng sinh không hề biết mà thay đổi tất cả điều đó sở lão có thể miễn cưỡng đuổi kịp ý nghĩ của sở thanh mặc nhưng tính toán lại chậm hơn rất nhiều lần mạnh phương hoa suy diễn tới tiên giới trên mặt cũng đã lộ vẻ cố hết sức cuối cùng không thể không bỏ qua việc tính toán suy diễn theo ý nghĩ của sở thanh mặc về phần mấy trí tôn còn lại thì càng không thể chịu nổi đến giờ bọn họ thậm chí ngay cả thiên giới cũng chưa suy diễn tới cơ bản không rõ sở thanh mặc muốn làm gì tuy là tất cả đó đều tiến hành trong yên lặng người khác cũng không biết bọn họ đang âm thầm đi theo ý nghĩ của sở thanh mặc nhưng những người này vẫn có cảm giác hổ thẹn mặt đỏ cả lên nhất thời ánh mắt những người nhìn về phía sở thanh mặc đã từng là đệ tử của họ đều mang theo sự kính sợ mãnh liệt toàn bộ viêm hoàng đại vực trong thời gian cực ngắn ngoại trừ đám người kia thì không có bất kỳ ai biết xảy ra chuyện gì nhưng toàn bộ quy luật của vũ trụ lại hoàn toàn bị đồng hóa toàn bộ vũ trụ bây giờ chẳng khác gì nằm trong tay sở thanh mặc mỗi lần hắn hít thở là hô hấp của cả vũ trụ một ý nghĩ trong đầu của hắn có thể làm chúa tề sự sống chết của vô số sinh linh cảm giác này thật ra ngay cả sở thanh mặc cũng chưa bao giờ có đại lục mới khôi phục này có khác biệt rất lớn với bắt đầu đại lục khi mới bị đánh chìm rồi khôi phục lại viêm hoàng đại vực đã bị phá nát từ rất xa xưa mỗi khối đại lục gần như đều tạo thành tràng vực và quy luật riêng nhất định phải đồng hóa tất cả tràng vực mà khi một không gian vũ trụ độc lập tất cả tràng vực bị đồng hóa cũng chẳng khác nào vũ trụ này thành vật riêng của người đó giống như bắt đầu đại vực trong mắt bắt đầu lão tổ vậy đó chính là vật riêng của ông ta ông ta muốn cho bắt đầu đại vực sinh liền sinh ông ta muốn cho bắt đầu đại vực vong liền vong cho dù sinh hay diệt không ai có thể ngăn cản ông ta bây giờ giờ thanh mặc đã đạt tới một mức độ nào đó thật ra cũng tương đương với việc trở thành chúa tể cao nhất của viêm hoàng đại vực loại cảm giác huyền diệu này không ngờ khiến hắn trong nháy mắt đã tăng lên trước cảnh giới đạt tới cấp đại thánh cấp cao chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đại thánh đỉnh trong lòng của sở thanh mặc không vui không buồn hắn hóa thân thiên đạo bắt đầu lấy vô thượng thần thông thu thập tất cả những khối đại lục bụn của viêm hoàng đại vực lại một chỗ nhìn chung toàn bộ viêm hoàng đại vực trong vũ trụ vô tận như biển vô số những khối đại lục nhỏ từ những nơi khác nhau bay về cùng một hướng động tác của sở thanh mặc vô cùng mềm nhẹ, như là tay của người yêu vô cùng dịu dàng. Những sinh linh có mặt trên những khối vụn đại lục không có một ai cảm nhận được chút dị thường nào. Trong lúc vô tình, thế giới mà bọn họ đang sống đã xảy ra biến hóa cực lớn. Mọi người ở bên cạnh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn sở thanh mặc đang lơ lửng trên hư không. Bọn họ tuy rằng đều suy diễn không được tình huống cụ thể, cũng không theo kịp ý nghĩ của sở thanh mặc, nhưng toàn bộ viêm hoàng đại vực phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bọn họ làm sao có thể không cảm nhận được chút nào chứ? Đây là thần tích, ánh mắt bắc minh trí tôn nhìn thẳng về phía viêm hoàng đại vực trong ánh mắt dâng lên hơi nước trên gương mặt tinh mỹ tuyển luân dường như bao nhiêu năm cũng không có sự biến đổi của phiêu linh nữ đế cũng không nhịn được mà đổi sắc đôi mắt đẹp của nàng không hề nháy nhìn toàn bộ sự biến đổi trong viêm hoàng đại vực năng lượng của chàng vực đó dần dần cân đối sở thanh mặc dùng đại thần thông vô thượng dùng cách thức không một tiếng động để thay đổi cả thế giới ngay cả sinh linh của nhân giới đến lúc đó tối đa cũng chỉ phát hiện được việc tu luyện của họ trở nên càng thêm dễ dàng mà thôi tuổi thọ bình thường của con người cũng lập tức trở nên dài hơn. Một vài bệnh tật khó chữa cũng sẽ không phát sinh nữa. Bọn họ sẽ không lập tức thấy thần linh bay múa đầy trời, nhưng cũng không bao nhiêu năm nữa. Nhóm thiên kiêu của nhân giới, linh giới và tiên giới có thể giống với thiên kiêu của thiên giới, trong tình hình giống nhau đứng ở cùng một điểm bắt đầu. Tổ chức lại bắt đầu đại vực, sở thanh mặc dùng thời gian 3 ngày, nhưng tổ chức lại viêm hoàng đại vực, sở thanh mặc lại phải dùng cả háng. Hắn thi triển tất cả mà hắn có thể làm được ra, thậm chí mỗi khối vụn cũng không phải tùy ý sắp đặt sở thanh mặc dùng tối đa khả năng của mình để khôi phục lại dáng vẻ vốn có của viêm hoàng đại vực cuối cùng hắn nhẹ nhàng đặt quy cư trên chỗ trong cuối cùng sau đó thu hồi lại tràng vực của hắn ầm uhm, trong nháy mắt thế giới mới sinh ra sau những năm tháng vô tận bị phá nát lại lần nữa xuất hiện trước mắt người đời mà huyễn thần giới trong nháy mắt đó đã phát nổ vô số tin tức truyền từ huyễn thần giới ra lần lượt truyền tới các nơi khác của đại lục Biên giới đột nhiên xuất hiện trong thời gian ngắn nhất đã được biết đến, từng đã là tiên giới, linh giới và nhân giới, còn có vô số những khối đại lục hiếm thậm chí một số đã từng là ngoại vực. Là ai làm vậy? Vô số người đều bị sự thay đổi lớn này làm kinh sợ. Nhưng cho dù là ai đều đối với đại lục lần nữa hợp nhất này thể hiện ra sự nhiệt tình và khó có thể chấp nhận. Đây mới thực sự là thế giới viêm hoàng. Cuối cùng, sở thanh mặc nhìn thoáng qua nơi từng là thiên lộ, như thoáng suy nghĩ, nói, ta biết đây nên là đường gì rồi. Nói xong, hắn tự tay làm thiên lộ từ sâu trong sao trời xuất hiện ra, sau đó vận dụng thần thông vô thượng làm con đường này thông với sân thí luyện xa xôi. Âm! Uhm. bên trong sân thí luyện nháy mắt đã nhiều thêm một đường vào. Sau khi có tám đường vào lúc trước, rốt cục, đã xuất hiện thêm đường vào thứ chín. Sở thanh mặc lại lấy đại thần thông đặt lại đường vào cho viêm hoàng đại vực. Lúc này mới nhìn mọi người, vẻ mặt thành thật nói. Đây là con đường thông với sân thí luyện. Tiếp đó, Sở Thanh Mặc nói lại tỉ mỉ về tình hình cụ thể với mọi người. Thật là một nơi tàn khốc, trí tôn ở trong đó không ngờ phải ăn bữa nay lo bữa mai. Mọi người sau khi nghe xong thì tất cả đều cảm giác hơi khiếp sợ. Nhưng cũng có vài người trong mắt phát sáng kỳ dị, đều biết, càng là nơi tàn khốc thì kỳ ngộ lại càng lớn. Tu sĩ có thể sống sót trong sân thí luyện mới là tu sĩ hùng mạnh thật sự. Lập tức, có không ít người quyết định không lâu nữa nhất định phải đi trải nghiệm sân thí luyện một lần. Sở thanh mặc thu hết phản ứng của mọi người vào mắt, nói. Bây giờ, trong khoảng thời gian này, toàn bộ La Thiên Vũ Trụ đều không phải lúc yên ổn, đa số tu sĩ gần như đều rời khỏi sân thí luyện, cho nên nếu có tâm tư đi sân thí luyện nâng cao bản thân mình thì bây giờ thật sự là một thời cơ rất tốt đấy. Nhưng cũng không thể khinh suất được, sự nguy hiểm trong sân thí luyện không chỉ từ tu sĩ. Sở Thanh Mặc lại nhắc nhở một câu. Sau khi làm xong tất cả đã là ngày thứ 21 Sở Thanh Mặc trở về Viêm Hoàng Đại vực, hắn dựa vào sức của một mình mình, một lần nữa thay đổi thế giới này. Tiếp đó dưới sự dẫn dắt của đám rượu nhất nương đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp bay về phía của phiêu diêu cung hiện giờ viêm hoàng đại vực lần nữa tạo thành một đại lục đầy đủ phiêu diêu cung ở nơi có nhiều môn phái lập tức cho thấy ưu thế lớn nhất rượu nhất nương các nàng có thể dùng thời gian ngắn nhất chuyển lệnh tới khu vực tiên giới khu vực kinh giới và khu vực nhân giới năng lực này trước mắt chỉ có phiêu diêu cung mới có trên đường trở lại sở thanh mặc dẫn theo kỳ tiêu vũ lạng yên không một tiếng động rời đi nhưng tất cả mọi người không truy hỏi hướng đi của sở thanh mặc và kỳ tiêu vũ Bọn họ đều có thể đoán được Sở Thanh Mặc đi làm gì, cho nên không ai muốn đi quấy rầy. Trên đại lục vô ngần như biển của Viêm Hoàng, trên khu vực tiên giới có thể thấy tất cả tu sĩ của đại gia tộc đều đang chạy nhanh ở phía xung quanh. Loại thay đổi này thật sự quá lớn, bất kỳ một gia tộc, môn phái, bất kỳ một thế lực nào cũng không thể không thấy được sự biến hóa này. Bọn họ nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất suy nghĩ rõ ràng tất cả lợi và hại, lại xác định phương án có được tương lai tốt. Loại thay đổi này khiến vô số người cảm thấy mờ mịt, thậm chí không biết làm sao nhưng cho dù những người ở thiên giới cũng gần như không có ai ôm cửu oán gì. Ai cũng biết, sau khi tổ chức lại thế giới, chắc chắn có cao thủ vô thượng tồn tại là chúa tể của thế giới này, có lẽ bây giờ đang yên lặng quan sát bọn họ. Tên kia là ai? Thật ra trong lòng rất nhiều người đều có phán đoán giống nhau. Ngoại trừ sở thanh mặc ra, ta nghĩ không ai có thể làm chuyện này nữa. Cách nói này nhanh chóng chuyển khắp viên hoàng đại lục, tất cả người nghe thấy cách nói đó đều thể hiện sự đồng tình, gần như không có ai phản bác còn sở thanh mặc lúc này đang kéo tay kỳ tiêu vũ đứng ở giữa phật môn của tên giới hắn liếc mắt đã nhìn thấy hạt châu đang phong ấn người thân của mình cũng cảm nhận được sự an tường của linh hồn người thân bên trong hạt châu cho dù đã đến cảnh giới đại thánh không thể hiện ra đau buồn dù với vật hay với người nhưng lúc này khóe mắt sở thanh mặc vẫn hơi ướt ướt kỳ tiêu vũ kéo cánh tay của sở thanh mặc nhẹ giọng tự trách nói thật ra chuyện này phải trách ta sở thanh mặc vỗ vỗ tay của kỳ tiêu vũ nói đã qua cả rồi không nên nói chuyện đó nữa, nhà đầu ngốc. Sở Thanh Mặc nói xong thì lấy đi hạt châu, dẫn theo Kỳ Tiêu Vũ, ngay sau đó xuất hiện ở khu vực nhân giới. Nếu như nói sau khi tổ chức lại Viêm Hoàng Đại Vực, nơi thấp nhất không đầu khác ngoài nhân giới, bởi vì cấp độ của bọn họ thật sự quá thấp, chưa nói tới có cảnh giới gì. Đối với những thay đổi ở bên ngoài, ngoại trừ một vài người trong vài quốc gia của nhân giới, gần như mọi người cơ bản đều không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao, chỉ trong một đêm, khí tức trong thiên địa càng làm người ta cảm thấy thư thái một vài vấn đề không nghĩ ra lúc trước lập tức có thể suy nghĩ rõ ràng, trước đó có một vài bệnh tật phức tạp lập tức tự khỏi. Rất nhiều người đều nói, đây là thần ân đến trái đất, tuy nhiên phiêu diêu cung của nhân giới vẫn giống như trước đây, vô cùng an tĩnh. Sở thanh mặc dẫn theo kỳ tiêu vũ, yên lặng đi qua đế quốc đại hạ, sau đó lại đi con đường mà năm đó hai người từng cùng đi, thậm chí còn dừng lại ở chỗ gặp nhau trong chốc lát. Hai người đều rất an ý không nói gì, cuối cùng, bọn họ đi tới sở quốc năm tháng đã gần trăm năm khiến mảnh đất lớn này xảy ra quá nhiều thay đổi ví dụ như đệ đệ của nai liệt ca hiện giờ tuy rằng còn ở nhân thế nhưng cũng đã là một lão già lương còng ông ta dùng thời gian mấy thập niên tạo ra phòng thủ kiên cố của đế quốc thảo nguyên giao hảo với đại hạ và sở quốc kết thành đồng minh nhưng sau khi ông ta thoái vị con của ông ta lên ngôi thái độ với sở quốc và đại hạ cũng đáng giá để người ta nghiền ngẫm đế quốc thảo nguyên hiện giờ binh hùng tướng mạnh tân hoàng dã tâm bừng bừng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị diệt sở quốc nếu không phải liệt ca phản đối mãnh liệt đoán chừng mấy năm trước đã ra tay rồi nhưng đứa con trai của liệt ca tân hoàng dã tâm bừng bừng thật ra cũng không biết nếu gã muốn ra tay đi diệt sở quốc phiêu diêu cung siêu nhiên tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn sự ngăn cản của cha khiến con trai của liệt ca vô cùng khó chịu đó thật ra chẳng khác gì đang cứu mạng gã đáng tiếc đến giờ gã cũng chưa biết bằng lùi cho rằng phụ hoàng quá bảo thủ sở thanh mặc cùng kỳ tiêu vũ lại tới đây lấy tu phi của hai người rất nhanh đã biết xảy ra chuyện gì tiếp đó truyền âm của sở thanh mặc truyền tới thái thượng hoàng liệt ca của đế quốc thảo nguyên bên kia liệt ca đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức lấy động tác ngồi dậy hoàn toàn không phù hợp với tự tác của mình sau đó lớn tiếng phân phó bãi giá bãi giá đi di chỉ vương thành sở quốc lệnh này của thái thượng hoàng liệt ca trong nháy mắt kinh động đến trên dưới hoàng cung của đế quốc thảo nguyên tân hoàng nghe xong đầu tiên liền chạy tới nhìn liệt ca thì lễ sau đó hỏi Phụ hoàng vì sao đột nhiên muốn đi vương thành Sở Quốc? Nơi đó bây giờ rất hoang tàn, hơn nữa, nơi đó có chút mẫn cảm mà. Tân hoàng đích xác là rất nghi hoặc, đã qua 6, 70 năm rồi, nơi đó thậm chí ngay cả bộ dáng của Di Tích cũng không còn nhận ra, hơn nữa Sở Quốc còn rất coi trọng nơi đó, luôn luôn có truyền nhân thủ hộ. Nếu là trước kia, khi đế quốc Thảo Nguyên còn giữ quan hệ tốt với Sở Quốc, liệt ca với vị trí là bá chủ của đế quốc Thảo Nguyên, muốn đi tế bái một chút di chỉ của Sở Quốc, tự nhiên là không có vấn đề gì nhưng hiện tại tình thế có chút căng thẳng nếu đi nơi đó đúng là rất dễ dẫn đến hiểu lầm đối diện với phụ thân đã xưng bá trên thảo nguyên mấy chục năm thái độ của tân hoàng là vô cùng tôn kính nhưng sự nghi hoặc vẫn hiển hiện rõ ràng trong câu nói liệt ca thản nhiên liếc một cái người con lớn lên có tám chín phần mười giống mình đang đứng trước mặt khẽ thở dài y ca người biết tên của ngươi từ đâu mà đến không tân hoàng nao nao nhất thời có chút không theo kịp ý nghĩ của phụ thân tuy nhiên lập tức lên gật đầu nói phụ hoàng trước kia có nói qua cho con, cái tên này là để kỷ niệm hoàng cô Na Y. Đúng, chính là để kỷ niệm tỷ tỷ của ta. Liệt ca hai đầu lông mày lộ ra vài phần vẻ thương cảm, lập tức y ngẩng đầu nhìn tân hoàng. Vậy ngươi có biết tại sao từ trước tới nay ta đều không cho phép ngươi đánh đi qua đó hay không? Biết, bởi vì sở quốc ở một trình độ nào đó mà nói, ở đó có kỷ niệm về người mà hoàng cô yêu năm đó lưu tại nhân giới. Tân Hoàng nói có chút không cho là đúng nói. Người đó, đã biến mất rất nhiều năm rồi, hơn nữa, bây giờ sở quốc từ căn bản mà nói, không có nửa điểm quan hệ với người đó nữa. Ngươi không hiểu, liệt ca lắc đầu nói. Ngươi thấy Thảo Nguyên Đế Quốc có thể đánh thắng phiêu diêu cung sao? Có chút không thích ứng với sự đột ngột thay đổi chủ đề của Phụt Hân, Tân Hoàng Y ca vẻ mặt đau khổ nói. Phụ Hoàng, có chuyện gì, người nói ngay với con đi. Người trả lời câu hỏi của ta trước đã. Lệ ca nói, trên thực tế Y cũng cần thêm một chút thời gian để chấn tĩnh lại trái tim đang cuộn trào mãnh liệt kia. Người kia đã biến mất 60 năm, hiện giờ không ngờ đã trở lại rồi. Hơn nữa, còn trở về tại ngay lúc thế giới này xảy ra thay đổi, việc này chứng minh điều gì, loại biến hóa này có thể có quan hệ với người đó hay không. Liệt ca không rõ thế giới tu chân là một thế giới như thế nào, nhưng gã biết người đó tuyệt đối không hề đơn giản. Một giáp, sau hơn 60 năm, hắn có thể trở về, cũng đã có thể nói rõ quá nhiều vấn đề rồi. Phiêu Diêu Cung, tồn tại siêu nhiên thảo nguyên đế quốc chúng ta tuy cường thịnh nhưng rõ ràng không là đối thủ của phiêu diêu cung riêng cường giả cảnh giới tiên thiên của bọn họ đã nhiều không đếm được y ca nói vậy ngươi có biết phiêu diêu cung là do một tay người đó sáng lập lên không liệt ca hỏi ý của cha là nếu ta động đến sở quốc người đó sẽ không tha cho ta phải không hai đầu lông mày của y ca có chút sát khí hiện lên y có chút thông phục bởi vì ai cũng biết phiêu diêu cung là siêu nhiên ngoại vật bàng quan từ trước tới nay chưa từng tham gia vào bất cứ việc gì trong thế tục, lẽ nào bọn họ thật sự có thể vì ta đánh sở quốc mà làm trái nguyên tắc từ trước tới nay? Đương nhiên, nhìn thấy vẻ mặt không phục của con trai, liệt ca cười cười. Người có biết cái gì gọi là siêu nhiên không? Đồ ngốc, trên thế giới này chỉ có nhãn giới không đủ, từ trước tới nay không có cái gì như vừa nói là siêu nhiên, bọn họ không để ý đến ngươi là bởi vì ngươi căn bản họ không để ngươi vào trong mắt, cũng không phải là cái gì là siêu nhiên, bọn họ không quan tâm đến trần thế, bởi vì trong trận thế không có gì có thể đánh động đến họ. Nhìn Y ca có chút trầm tư, liệt ca nghĩ một chút. Bỏ đi, lần này, người đi cùng ta, đi gặp một vị trưởng bối, gặp Y, người có thể hiểu được tâm tư của ta. Hả, người đó là ai? Y ca thân là hoàng đế của đế quốc Thảo Nguyên, cái giá tự nhiên là có, nhưng không phải là người nào, đều có tư cách để Y tự mình chủ động đi gặp. Người, Y có lẽ, không tính là người rồi. Liệt ca nghĩ một chút y có lẽ là thần di chỉ hoàng thành sở quốc kỳ tiêu vũ nhìn sở thanh mặc nhẹ cười nói tiêu hài tử rất là có tính cách sở thanh mặc cũng cười nói như thế mới gọi là thế giới muôn màu không phải sao kỳ tiêu vũ gật gật đầu cũng đúng người đều là một cá thể độc lập nếu là không có cách nghĩ của chính mình thì chính là con rối rồi xa xa một vài binh lính canh gác di chỉ hoàng thành đều lười nhác trốn ở chỗ chú của một họ đều không phát hiện ra sự tồn tại của sở thanh mặc và kỳ tiêu vũ để cho vương thành này một lần nữa hiện thân ở hạ thế đi kỳ tiêu vũ nói một ý nghĩ chợt nảy sinh kỳ tiêu vũ tuyệt đối được tính là một thiên kiêu chân chính bất luận đem nàng đặt ở đâu đều không có người nào có thể che hết loại hào quang phát ra từ trên người nàng tu sĩ trẻ cảnh giới thánh thực sự là người ta cảm thấy ngạc nhiên thán phục một ý niệm trong đầu tạo ra một hoàng thành sự tình nhỏ này đối với kỳ tiêu vũ mà nói không coi vào đâu vương thành đầy đủ mọi thứ trong não hải của nàng lập tức hình thành loại năng lực tính toán khủng bố của nàng chỉ dùng đến một phần vạn tỷ sau đó lại triệu tập nguyên tố ngũ hành căn cứ vào mô hình trong não trực tiếp kiến tạo thành một tòa thành to lớn rộng rãi trong một ý niệm của kỳ tiêu vũ liền trong chốc lát xuất hiện tại đây chính như liệt ca nói trong con mắt của vô số người sở thanh mặc cũng tốt kỳ tiêu vũ cũng tốt đều sớm đã thoát ly phạm chủ con người thành chân chính thần tiên chuyện gì xảy ra mắt ta bị hoa rồi. Trời ạ, à, tòa thành từ đâu tới vậy? Một đám binh lính thủ vệ di chỉ, toàn bộ đều từ chỗ chú chạy ra ngoài, mặt ngơ ngác nhìn tòa thành đột ngột mọc lên từ dưới đất, toàn bộ đều liều mạng rụi mắt, còn có người lặng lẽ cấu chính mình, bọn họ đều cảm thấy mình có phải chính mình còn chưa tỉnh ngủ. Lúc này, sở thanh mặc lấy ra hạt châu kia, sau đó bắt đầu một ý niệm đi ra, trên trời đại đạo bắt đầu bao phủ tòa thành. Thương cung thần giám, ở giây phút này bộc phát ra vô lượng quang mang, mười viên huyết nguyệt tất cả đều tách ra ánh sáng hình thành lên một trận pháp đem hạt châu này chấn ở giữa pháp trận lúc này bầu trời trên đỉnh đầu đối lập với đó cũng phải là khung trời của nhân giới năm đó mà là bầu trời của toàn bộ viêm hoàng đại vực cái loại pháp tác thiên đạo hoàn thiện này trong lúc đó phát hiện ra dị tượng tại đây giống như là cảnh giới đạt tới giới hạn tức là giống như khi đột phá sẽ gặp thiên kiếp sở thanh mặc bây giờ làm như thế càng là muốn nghịch thiên vượt qua cả đột phá hắn là muốn trực tiếp phục sinh lại người chết hơn nữa không chỉ là một người là một đám người cho nên ngay như hắn nói đã cùng với thiên đạo của đại vực viêm hoàng tương hợp nhưng cũng không thể ngăn được thiên kiếp xuất hiện nhưng không ngăn được thiên kiếp xuất hiện không có nghĩa là không có các ngăn cản nó tiếp tục cốt sở thanh mặc thấp giọng hét lên một câu bầu trời trên đỉnh đầu kiếp vân tụ lại cùng một chỗ lập tức liền sụp đổ xuống kỳ tiêu vũ nhìn thoáng qua sở thanh mặc trong lòng nghĩ đúng là bá đạo nhưng cũng chỉ có hắn mới có thể làm được điều này sở thanh mặc lúc này duỗi ra một bàn tay bao trùm lại trên mặt của hạt châu sau đó vô thượng thần thông bắt đầu thi triển ra